138 Cửu truyền hồi hồn đan. Trên đời này có cực phẩm đan dược có thể khiến cảnh giới tăng lên thì tất nhiên cũng có đan dược có thể đánh tan cảnh giới. Ở tầng thứ tư của Luân truyền tháp có vô số tủ đan, bên trong để đầy các bình chứa đan dược giống nhau như đúc. Nếu không phải trên từng ngăn tủ có một nhãn dán thì để bọn ở đây nhắm mắt đi một vòng thì lúc mở mắt nhất định không thể phân rõ đông tây nam bắc. Hiểu biết của Liên Liên đối với đan dược so với tu sĩ bình thường thì nhiều hơn không ít. Dù sao lời đồn đãi cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ, tông chủ ngũ hành tông dẫn đầu cắn đan dược tăng cảnh giới, nàng cùng từng bị nhét cho không ít loại, chẳng qua nàng không ăn mà thôi, tuy nhiên nàng ít nhiều cũng có chút nghiên cứu về đan dược, tuy chưa đến mức luyện được đan nhưng cũng có thể phân biệt được ít nhiều. Hiện giờ nhìn thấy du phục thời nốc đan dược ào ào thì liên liên tức khắc kinh sợ, cẩn thận hỏi người có cảm giác gì khác lạ không? Chưa kể đến đan dược tốt hay xấu, có tốt cũng không thể ăn bất chấp như thế à. Diệp Tố chỉ hơi chút không đặt lực chú ý lên người du phục thời thôi liền nghe thấy thanh âm hốt hoảng của Liên Liên, nàng nhíu mày đi đến bên người tiểu sư đệ, duỗi hai ngón tay đặt lên cổ tay hắn, kiểm tra linh lực dao động. Không có gì khác thường. Sao đột nhiên lại ăn những thứ này? Diệp Tố hỏi hắn. Du phục thời vô cùng đơn giản đáp, đói bụng. Mọi người chung quanh, yêu nhảy bén hơn tu sĩ, cộng thêm có bản năng của động vật, hẳn là sẽ không ăn thứ không tốt cho bản thân, đặc biệt còn là một yêu có tính nết bắt bẻ như tiểu sư đệ Diệp Tố cũng không ngăn cản, mặc hắn đi mở từng ngăn tủ, tuy nhiên nàng cũng sẽ ngẫu nhiên đi tới thăm dò thử linh lực của hắn có gì bất thường hay không. Liên liên lau mồ hôi, để hắn ăn như vậy không sao chứ? ăn kẹo cũng không ăn tùy ý như thế nữa là. Diệp Tố lắc đầu, không sao, cứ mặc kệ hắn, cô quen thuộc với đan dược hơn chúng ta, phải phiền cô tìm thêm đan dược cho mai cử nhân. Ta biết rồi liên liên gật đầu. Những người khác cũng đi mở tủ đan dược, đương nhiên có không ít dấu vết hiện rõ những tủ đan này đã bị lục trầm hàn và ninh thiền giao lục lọi qua, không biết bọn họ đã ăn những đan gì, liên liên ngẫu nhiên đụng phải những bình không sẽ để lên mũi người thử, đều có thể ngửi được mùi vị thanh khiết của đan dược, rõ ràng đều không phải đan dược bình thường. Cốc lương thiên đứng một mình ở cửa cầu thang ở lầu 4, hắn mở lòng bàn tay, muốn làm cho thần thức ngoại hiện chỉ là để thần thức biến thành dây thường như suy nghĩ trong đầu hắn thì phải mất một đoạn thời gian không ngắn mới thành hình, sau đó hắn điều khiển dây thường cuốn lên tay vịn, muốn nhấc cầu thang lên nhưng kết quả chỉ có thần thức phiêu tán. Thần thức của Diệp Tố mạnh đến mức không tưởng tượng nổi, rõ ràng nàng ta cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ. Hắn thử cả một ngày, cuối cùng vẫn là xoay người đi lục tủ đan. Diệp Tố không vội vã mở các tủ đan, nàng cũng không có bao nhiêu hiểu biết về đan dược, chỉ biết một vài tài liệu dùng trong luyện chế đan, đây vẫn là vì trước kia không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền trong bí cảnh nên mới cố tình tìm hiểu. Nàng chỉ đi theo ngay phía sau du phục thời, khi thấy hắn ăn nhiều đan dược mới ngẫu nhiên bước lên nhìn một cái. Bất quá, động tác tìm đan dược của tiểu sư đệ không khỏi quá quen cửa quen nẻo, khứu giác của xã yêu tinh lắm ư. Diệp tố lắc đầu, thế hắn đóng lại cửa ngăn tủ hắn vừa lục qua, chuẩn bị tiếp tục đi theo. Lúc này, Nàng bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn về phía cửa tủ chính mình vừa đóng, xúc cảm không đúng. Diệp tố đã đóng không dưới 100 cái cửa của các ngăn tủ đan, những ngăn tủ này giống nhau như đúc, mỗi tủ đan ở đây đều có 3 ngăn, mỗi ngăn đều chứa đầy bình đan dược màu trắng. Cửa ngăn tủ là đồng giày ba tắc chế thành, là một luyện khí sư, lại đã tự tay đóng lại nhiều cửa tủ như vậy nên vào khoảnh khắc diệp tố đóng ngăn tủ này lại nàng liền phát hiện không đúng. Cửa ngăn tủ này nhẹ. Nếu không phải Diệp Tố đã đóng nhiều cửa tủ như vậy trước đó thì nàng cũng không nhất định có thể phát hiện ra điểm dị thường. Nàng một lần nửa kéo cửa ngăn tủ ra, lại đóng lại, lại kéo ra, lại đóng lại, lặp đi lặp lại như thế vài lần, cuối cùng để nó ở trạng thái kéo ra. Diệp Tố đứng qua một bên, tháo cửa ngăn tủ này xuống. Lúc này Du Phục thời phát hiện Diệp Tố không có theo sau, sau khi nuốt xuống đan dược thì do dự mình có nên tiếp tục đi hay không, bỗng thấy nàng ôm cửa tủ đi tới sao lại không tiếp tục đi diệp tố thấy du phục thời vẫn đứng tại chỗ thì có chút kinh ngạc du phục thời nhìn nàng một cái chủ động đưa cổ tay qua chờ ngươi diệp tố bật cười buông cửa tủ xuống rồi nắm lấy cổ tay hắn xem xét linh lực dao động vẫn là không có gì bất thường nhưng đây mới là điểm bất thường lớn nhất ăn nhiều đan dược như vậy bất luận là tốt hay xấu cũng phải có một tác dụng nào đó nổi lên chứ những đan dược đó có ích chỗ nào cho đệ diệp tố hỏi hắn hắn ăn không ngừng như vậy hẳn là phải có bổ ích gì đó mới đúng du phục thời kéo tay diệp tố qua ấn trên bụng chính mình động tác bất thình lình khiến diệp tố không khỏi nhớ mày lúc này chu vân đi ngang qua cũng cung quyết nói một câu quấy dày rồi sau đó nhanh chóng chạy xa khỏi hai người bất quá mới đi được vài bước nàng lại lui trở về ngửa đầu ra sau quay sang hỏi hai người đang làm cái gì đó Nàng xem các bình đan dược trắng giống y hệt nhau trong các ngăn tủ xem đến đầu váng mắt hoa, còn tưởng rằng mình đụng phải hiện trường ân ái giữa hai tu sĩ nào đấy, nhưng chạy đi vài bước nàng mới sực nhớ lại bản thân vẫn còn đang thí luyện trong luân chuyển tháp, bên trong căn bản không có người lạ nào. Không có gì, xem thử hắn có ăn căng bụng hay không mà thôi. Diệp Tố bình tĩnh trả lời, nàng thậm chí còn không rút tay lại. Chu Vân gật đầu, nhắc nhở, vậy hai người nhớ ăn ít thôi lúc nãy ta thiếu chút nữa đã ăn phải một viên đan có độc. Chờ sau khi Chu Vân đi xa, Diệp Tố mới quay đầu nhìn về phía tiểu sư đệ, cố không để ý đến xúc cảm nơi bàn tay đang sờ đến, nàng hỏi muốn ta xem cái gì. Dùng thần thức, du phục thời chỉ nàng. Diệp Tố nghe lời dùng thần thức tiến vào thăm dò thì phát hiện trong cơ thể tiểu sư đệ nhiều thêm một cổ hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nàng rũ mắt một lát, rốt cuộc nhớ tới, quy luật lưu truyền của cổ hơi thở này có chút giống với lúc trước khi hồ vương hóa hình trên lôi đài. Diệp Tố rút tay về, yêu lực. Đối diện với ánh mắt mờ mịt của tiểu sư đệ, Diệp Tố hiểu ra có lẽ hắn cũng không biết rõ. Đệ ở đây chờ ta một lát, Diệp Tố đi đến chỗ tủ đan du phục thời vừa mở ra lúc nãy, gỡ cửa của một ngăn xuống, đặt nó song song với khối vừa nãy để đối chiếu. Nàng quan sát độ dày của hai khối cửa tủ, dùng ngón tay gõ lên từng cái, không phát hiện ra điểm nào khác nhau, cuối cùng chỉ còn một bộ phận có thể kiểm tra đó là chỗ tay nắm. Diệp Tố phải phí chút sức lực mới có thể tháo tay nắm của hai cửa tủ xuống, mỗi tay nàng cầm một cái ước lượng, quả nhiên sự chênh lệch trọng lượng nằm ở tay nắm. Tay nắm cửa tủ được chế tác thành một lô đỉnh hoàn chỉnh, tuy nhiên chỉ có tác dụng làm nắm tay, Diệp Tố đánh rác một hồi mối cẩn thận dùng trùy thủ cắt theo cái nắp của lô đỉnh có khối lượng nhẹ hơn. Diệp Tố cẩn thận chậm rãi cắt sau cái nắp của lô đỉnh, khi cắt được một nửa thì nàng rõ ràng cảm nhận được lưỡi trùy thủ đụng phải cái gì đó nên không khỏi nhẹ tay hơn nữa. Mãi đến khi mở cái nắp ra hoàn toàn mới thấy được bên trong nắm tay hình lô đỉnh vậy mà lại chứa một viên đan dược màu xanh lơ. Viên đan dược này sắc xanh nhuận như ngọc thạch, sau khi nắp lô đỉnh vừa mở ra khi toàn bộ lầu bốn đều có thể thấy được nó tỏa ra quang mang xanh ngắt, rực rỡ nhưng không chói mắt, lộ ra nồng đậm sinh cơ. Diệp Tố chỉ là đứng gần nó thôi nhưng khi ngửi được mục chất thanh hương thì liền cảm thấy thân thể ngay lập tức nhẹ nhàng hơn không ít. Những người khác theo bản năng bị hấp dẫn tụ tập lại xung quanh Diệp Tố, liên liên vừa nhìn thấy viên đan dược thì đôi mắt liền trừng lớn, đây không phải chính là Cửu Cửu. Nàng khiếp sợ đến độ qua nửa ngày vẫn không thể nói hết câu. Cửu truyền hồi hồn đan, ăn vào thì như nhiều thêm một cái mạng. Cốc Lương Tiên nhìn Diệp Tố, ngươi thực là may mắn từ khi luân truyền tháp được dùng làm khen thưởng cho tông môn đại bỉ, thông tin về đan dược này đã được lưu truyền rộng rãi trong cái đại tông môn, nghe nói là có ghi chép lại trên tổ điển của đan tông, đang tiếc chưa bao giờ có người tìm ra được. Thậm chí đã từng có một vị đệ tử thiên tài vì tìm cửu truyền hồi hồn đan mà không hề đi lên các tầng trên, ở lại lầu bốn này tìm kiếm suốt một năm, cuối cùng vẫn không thể tìm ra dẫn tới thời gian ở luân truyền tháp không hề có thu hoạch, cuối cùng còn sinh ra tâm ma, cảnh giới tuột dốc không phanh chương 139. Kiếm Linh, bên ngoài tháp, lòng hiếu kỳ của mọi người đã đạt tới đỉnh. Bọn họ không nhìn thấy được bên trong luân truyền tháp xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thông qua sự di động của điểm sáng mà suy đoán. Khi lên lầu 4, điểm sáng lúc trước ngã xuống lại lầu 3 dừng lại trên cầu thang một thời gian rất dài, mỗi lần di chuyển tốc độ cũng cực chậm, hiển nhiên uy áp trong tháp đã khiến người này hành động gian nan. Khi điểm sáng này cuối cùng cũng bước lên lầu 4, mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Sau khi đi lên thì các điểm sáng tụ tập trong chốc lát sau đó liền tách ra, nhưng qua mấy ngày thì mọi người bên ngoài tháp lại phát hiện các điểm sáng trên lầu 4 một lần nữa tập trung lại, tuy nhiên không phải ở phương hướng cầu thang. Đây là phát hiện cái gì ư? Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt nhìn những điểm sáng đó tụ tập lại mà lầm bẩm, bọn họ cơ bản đã có thể phân biệt được những điểm sáng đó là ai với ai, chưa một người vẫn luôn dừng lại ở gần cửa cầu thang những người khác đột nhiên toàn bộ tụ lại như vậy, nhất định đã xảy ra cái gì đó. Vài vị tông chút khác cũng không phủ nhận, chỉ là không biết các đệ tử trong tháp ở đan tầng đã phát hiện ra đan dược gì mà tất cả lại tụ tập bên nhau như vậy. Ta thấy nhất định là cửu truyền hồi hồn đan, một thanh âm từ phía sau vang lên, khiến các tông chủ nhịn không được phải rời mắt nhìn lại. Các đệ tử của các tông môn có quan hệ không tồi với nhau đều đứng xung quanh ngô kiếm phái, người nói chuyện đúng là đệ tử ngô kiếm phái hai điểm sáng đó là Diệp Tố và Du Phục Thời, bọn họ có thể tìm được cửu truyền hồi hồn đan thì cũng chẳng có chút nào kỳ quái. Mã Tòng Tu nói với ngữ điệu chắc nịch, đệ bị hạ sư đệ lây bệnh rồi, cửu truyền hồi hồn đan chỉ tồn tại trong lời đồn, chưa từng có người nào phát hiện ra. Từ Trình Ngọc nghe vậy không khỏi cười nói, tuy nhiên trong lòng lại có vài phần tin tưởng lời nói của Mã Tòng Thu. Nhàn hảo ở đội ngũ hợp hoan tông bên cạnh thò đầu qua, nàng vừa phe vẩy quạt lông hồng phấn vừa nói, đồ vật mà Diệp Tố phát hiện ra nhất định sẽ không quá kém, cho dù không phải là cửu truyền hồi hồn đan thì nhất định cũng là một thứ tốt gì đó. Giờ phút này, trên tầng đan dược trong tháp, ánh mắt của mọi người đều dán vào trên đan lô trong tay Diệp Tố, viên đan dược màu xanh biếc bên trong đó tản ra sinh cơ nồng đậm, bên trong thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy một bóng cây. Sắc xanh như thúy ngọc, đan sinh có thụ linh, Chu Vân thấp giọng thì thầm, chính là cửu truyền hồi hồn đan không sai. Đây chính là ghi chép trong tổ điển của đan tông về cửu truyền hồi hồn đan, năm đó một lò chỉ luyện ra được vẻn vẹn tam đan, thế nhưng trong tổ điển cũng chỉ ghi chép hướng đi của một trong ba viên, đó chính là ở đan tầng trong luân truyền tháp. Một khi đem cửu truyền hồi hồn đan ra ngoài thì tổ tông ở mấy tầng ngầm của các đại tông môn nhất định đều sẽ tỉnh lại. Liên liên ôm cánh tay nói, trong ngày thôi bọn họ nhất định sẽ xông tới cướp đi, sau đó thử độ kiếp phi thăng. Thiên cơ môn không có ai chống lưng. Một khi lấy ra thì không nghi ngờ gì sẽ không bao giờ tới phiên Diệp Tố có thể dùng được. Cô ăn ở đây luôn đi, đừng mang ra ngoài." Chu Vân Tán Đồng nói. Cốc Lương Thiên lạnh lùng nhìn Liên Liên cùng Chu Vân, bỗng nhiên lên tiếng, "Các ngươi không sợ bị các lão tổ tông đang bế quan trách tội hay sao?" Các đại tông môn sở dĩ có thể sừng sững qua bao năm ở tu chân giới thì ngoại trừ thực lực của đương thời trưởng môn, trưởng lão đệ tử thì càng quan trọng hơn, đó chính là sau lưng còn có các vị đại năng độ kiếp vẫn luôn bế quan chưa phi thăng. Những vị đại năng đó một khi bế quan chính là ngàn năm, nếu không có việc gì lớn liên quan đến sinh tử tồn vong của tông môn thì sẽ không dễ dàng xuất quan. Cửu truyền hồi hồn đan đại biểu cho cái mạng thứ hai, có nó, đại năng độ kiếp sẽ có thể không chút do dự nếm trải quá trình phi thăng, cho dù có thất bại cũng sẽ không thân vẫn đạo tiêu thế nên viên đan này đối với những lão tổ tông đó mà nói là dụ hoặc vô thượng. ta đang thay lão tổ tông tích đức mà thôi liên liên nhún vai nói có bản lĩnh thì ngươi cướp đi cốc lương thiên cho dù có nghĩ muốn cửu truyền hồi hồn đan đi chăng nữa thì hắn cũng không có khả năng ra tay cướp lấy hắn không muốn chết ở đây đại sư tỷ du phục thời bỗng nhiên hô một tiếng diệp tố nghe thấy liền sừng sốt dịch huyền đang đứng ở đối diện nàng vẫn luôn im lặng không hề lên tiếng mà âm thanh này lại từ phía sau truyền tới ở hướng đó cũng chỉ có một mình tiểu sư đệ nàng quay đầu nhìn du phục thời đệ gọi ta là kết quả du phục thời duỗi tay ra chộp lấy cửu truyền hồi hồn đan đang lơ lửng trong lô đỉnh nhanh như chớp nhét vào miệng diệp tố diệp tố vốn hoàn toàn không có chút nào phòng vệ với hắn từ lúc đan dược bị lấy đến cho vào miệng nàng đến khi nuốt xuống cũng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi mọi người Diệp Tố không kịp phản ứng, cứ thế nuốt xuống viên cửu truyền hồi hồn đan. Linh phủ nàng ngay lập tức tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, sinh cơ trải rộng, chạy khắp toàn thân, không hề có cảm giác khó chịu nào, chỉ là cảm giác được tất cả kinh mạch như có một hơi thở vô hình bám vào, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Du phục thời lại giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, thu tay an tĩnh đứng tại chỗ. Đùa hà, cốc lương tiên phun ra hai chữ, sau đó phất tay áo xoay người rời đi. Đan dược quan trọng như thế, đưa ai dùng, dùng khi nào ít nhất cũng phải có vài phần suy xét, hiện giờ nó lại bị du phục thời nhét vào trong miệng Diệp Tố, hoàn toàn đã không còn đường nào vãn hồi. Cô cảm giác thế nào?" Chu Vân hỏi Diệp Tố. "Không cảm thấy có gì đặc biệt." Diệp Tố lúc này mới hoàn hồn đáp lời, viên đan dược đó vừa vào miệng liền biến mất cực nhanh, hóa thành hơi thở bám vào trên kinh mạch, sau đó phảng phất như nàng chưa từng nuốt xuống cái gì cả cửu truyền hồi hồn đan ngoại chưa có hiệu quả nghịch thiên thì còn một đặc điểm lớn khác chính là ai cũng có thể ăn nó không giống với một vài loại thực phẩm đan dược khác là chỉ có những người có cảnh giới cao mới có thể hấp thu nếu không sẽ nổ tan xác mà chết liên liên suy đoán đây không phải đan dược giúp thực lực tăng lên nên hẳn là vì thế ăn vào sẽ không xảy ra biến hóa gì dịch huyền nhắc nhở chúng ta cũng nên lên lầu năm thôi những người khác bắt đầu đi về phía cầu thang diệp tố quay đầu nhìn du phục thời vì sao lại làm như vậy hắn rất ít khi chủ động làm chuyện gì đan dược quá trói mắt du phục thời nghiêm túc nói diệp tố thôi tùy vậy nàng cũng không nên hỏi đệ chọn một viên đan dược đi đại sư tỷ thở dài nói với tiểu sư đệ đưa cho mai cường nhân mang ra ngoài nàng vậy mà lại bị một tiếng đại sư tỷ gọi cho ngây người thật là không nên mà trải qua mấy ngày tịnh dưỡng lại ăn không ít đan dược, xương cốt bị gãy trên người Mai Cửu Nhân cũng đã hoàn toàn khôi phục, ngay cả vết thương do kiếm chém bên hông cũng đã khỏi hẳn, chẳng qua đến tầng thứ tư này đã là cực hạn của hắn, không thể nào tiến lên trên được nữa. Cô muốn mang viên đan dược này ra ngoài, Mai Cửu Nhân đứng dậy nhìn bình đan dược trong tay Diệp Tố hỏi. "Đúng vậy, Diệp Tố đưa bình đan dược qua, ta sẽ giúp ngươi chọn một quyển bí kíp ảo thuật, bất quá ta không biết quá nhiều về ảo thuật." sư phụ nói mỗi quyền bí kíp trên lầu năm đều 10 phần chân quý. Mai cửu nhân nói, cô chọn đại một quyền là được. Tuy ở lầu 2 cũng có nhiều thư tịch nhưng phần lớn đều là truyền kỳ lịch sử, còn có không ít cổ văn, hầu như không một đệ tử nào có thể tiến vào luân truyền tháp mà lại dành quá nhiều thời gian ở lầu 2. Vậy được, Diệp Tố gật đầu đáp ứng. Bọn họ muốn tiếp tục lên lầu 5, cần phải hợp lực một lần nữa kéo cầu thang lên, uy áp trong tháp tầng này lại nặng hơn tầng kia, cầu thang cũng càng lúc càng khó kéo. Mọi người hao hết tâm lực mới kéo được cầu thang lên, đẩy nó đến chỗ tiếp giáp với lầu 5. Cốc lương tiên đi lên đầu tiên, những người khác đi được hai bước thì quay đầu lại, nhìn Mai Cửu Nhân vẫn ở lại lầu 4. Không cần lo lắng cho ta, Mai Cửu Nhân cài một đóa hoa lên một bên tai của chính mình, sau đó xòe rộng hai tay, nở một nụ cười tươi, ta hiện tại tỏa trấn toàn bộ đan tầng, nói không chừng khi ra ngoài cảnh giới còn cao hơn các ngươi đấy mọi người đều hiểu dụng ý của hắn khi nói như vậy trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vậy hẹn gặp lại sau khi ra ngoài chu vân xua tay đến lúc đấy đọ thử xem cảnh giới ai cao hơn uy áp của lầu năm rõ ràng nặng hơn lầu bốn không ít cảnh giới hóa thần kỳ cơ bản còn có thể thẳng eo mà bước lên nhưng ba người lữ cửu nguyên anh kỳ có nhiều lúc không thể không dừng lại hít thở sâu ngay cả hai tai và mũi cũng bắt đầu đổ máu các ngươi đi lên trước đi liên liên nói với Diệp Tố, di chuyển nhanh lên có lẽ còn có thể ngăn cản lục trầm hàn. Diệp Tố gật đầu, vòng qua ba người, kéo tay du phục thời đi lên cầu thang, nàng rõ ràng cảm nhận được tốc độ chữa trị của kinh mạch nhanh hơn trước rất nhiều, hẳn là hiệu quả do cửu truyền hồi hồn đan mang lại. Lúc này, cốc lương tiên dẫn đầu bước lên lầu 5, hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn cầu thang đi lên lầu 6, thế mà vẫn chưa bị hủy, hắn nhanh chóng bước về phía đó, muốn tiến lên lầu 6. Keng! Tài cốc lương thiên nghe được một tiếng rung kiếm rất nhỏ, trong nháy mắt liền cảnh giác lui về phía sau, vị trí hắn đứng ban đầu bị kiếm ý chém ra một vết sâu. Ngay sau đó, lục trầm hàn đi ra từ phía sau kệ sách, tay hắn cầm kiếm chỉ thẳng cốc lương thiên, ngươi làm sao có thể đi lên đây. Sau khi lục trầm hàn chặt đứt cầu thang thì hắn cho rằng bọn họ không còn cách nào có thể đi lên được nữa, vì để ngừa vạn nhất, mỗi khi lên đến lầu nào thì hắn đều chém nát cầu thang lầu đó sau khi lên đến lầu năm thì hắn ta đã hoàn toàn yên tâm đi dạo vòng quanh tìm kiếm kiếm phổ muốn mang ra ngoài lại không nghĩ tới nhìn thấy cốc lương thiên lục trầm hàn nhìn theo tầm mắt cốc lương thiên thì phát hiện giữa lầu bốn và lầu năm lại xuất hiện một cái cầu thang hắn vung kiếm lên muốn lần thứ hai chém đứt cầu thang bị dịch huyền đã đi lên tới nơi chặn lại dịch huyền chậm rãi cất bước đi lên lầu năm mặt không biểu tình nhìn lục trầm hàn cổ tay vừa chuyển Trọng Minh Đao với đao ý ngập trời liền xông lên. Trọng Minh Đao và Thất Tuyệt Kiếm, hai thanh thần binh đương thời quyết đấu, khiến cho cả lầu năm trong nháy mắt đều lay động. Ninh Tiền Giao bị tiếng động quấy nhiễu, nàng ta từ kệ sách ở xa bước nhanh tới, nhìn thấy hai người đánh nhau thì không khỏi hô lên, dịch sư huynh, đừng đánh. Sao không kêu lục trầm hàn đừng đánh, Diệp Tố từ dưới cầu thang bước lên tới, ở phía sau nàng du phục thời cũng chậm rãi đi lên theo. Ninh Tiền Giao nhìn thấy bọn họ thì trên mặt hiện lên kinh hoàng, đôi mắt lộc trường lớn, đại sư tỷ. Bọn họ đang đối chiến, đừng la lối om sòm quấy nhiễu thì hơn. Diệp Tố nhìn Ninh Tiền Giao cười cười, ngay sau đó lại đột nhiên ra tay, mấy đạo phủ chú khóa chặt đường lui của lục trầm hàn, hoặc là cứ trực tiếp động thủ. Đường lui bị chặn, thế tấn công của dịch huyền lại tới rào rạt, lục trầm hàn chỉ có thể huy kiếm đi về phía trước. Lúc này Diệp Tố gia nhập cuộc chiến, hai hóa thần kỳ đối phó một hóa thần kỳ, mặc dù lục trầm hàn tay cầm thất tuyệt kiếm nhưng cũng không chiếm được ưu thế gì, dù sao trọng minh đao của dịch huyền và thất tuyệt kiếm là cùng một cấp bậc. Đại sư tỷ Ninh Thiển Giao nắm chặt kiếm trong tay, cũng muốn gia nhập cuộc chiến, ngăn bọn họ lại, nhưng mà khớp huyết kiếm lại bay tới, ngăn cản đường đi của nàng ta. Ninh tiền Giao theo bản năng lui về phía sau, trong lòng nàng ta sợ hãi du phục thời, đặc biệt là sợ thanh kiếm này. Du phục thời nhàn nhạt, nhạt liếc nàng ta một cái, khấp huyết kiếm trôi lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm nhắm ngay Ninh Tiền Giao, chỉ cần nàng ta dám tiến lên trước một bước thì nó liền sẽ đâm tới. Đừng đánh nữa, Ninh Tiền Giao nhìn ba người trong vòng chiến, cắn môi hô to, đại bỉ đã kết thúc, luôn chuyển tháp là dùng để rèn luyện. Khi chặt đất đường rèn luyện của người khác thì các ngươi cũng sớm nên nghĩ đến hậu quả. Dịch huyền lạnh lùng nói. Dịch sư huynh, ninh tiền giao sừng sốt, nàng ta không nghĩ tới sẽ nghe được lời nói lạnh băng mang theo sát khí như thế từ miệng dịch huyền diệp tố không ngừng tung ra phù chú ngăn cản không cho lục trầm hàn thoái lui giới hạn tầm hoạt động của hắn trọng minh đao quân lực muôn vàn dịch huyền lập tức vọt tới huy đao chém về phía trước lục trầm hàn tránh không thoát phù chú của diệp tố phải từ chính diện nhận một đao của dịch huyền đao kiếm chạm nhau chiến ý đối chiến ý toàn bộ lầu năm đong đưa rõ ràng Ninh Tiền Giao cắn mạnh môi sắp bật cả máu, cuối cùng nàng ta rời mắt nhìn về phía cốc lương thiên bên cạnh, người đã đáp ứng sẽ giúp ta một lần. Lúc ở vạn Phật Tông nàng ta đã dùng chiếc mõ kia để đổi một điều kiện, muốn cốc lương thiên ở luân chuyển tháp giúp lục trầm hàn một lần. Cốc lương thiên lần chàng hạt trong tay, chậm rãi nói, giúp hắn đoạn đường rèn luyện của ta sao. Ninh Tiền Giao nhíu mày nói, Phật tử ngươi đã nhận lấy mõ, đã đồng ý với ta. Cốc lương thiên nắm pháp trượng, xoay người đi về hướng lên lầu 6, mõ không có ở chỗ ta, có người nói là của hắn. Đồ là ngươi lấy của người khác, điều kiện không thành lập. Hắn không có hứng thú với gút mắt giữa những người này, chuyện đã đồng ý rồi lại bội ước thì có làm sao, dù sao lúc trước hắn cũng không có lập khế với Ninh Thiền Giao. Ý của Phật tử là sao? Ninh Thiền Giao khó có thể tin được, nàng ta cho rằng người như Cốc Lương Thiên sẽ không bao giờ lật lòng. Khắp huyết kiếm bỗng nhiên chuyển động, bay đến trước mặt Ninh Thiền Giao, mũi kiếm chỉ thẳng vào vị trí giữa hai mày nàng ta. Ninh Thiền Giao hoảng sợ hét lên một tiếng, cuốn quyết né tránh, nàng ta tung ra pháp bảo ngăn cản công kích của khớp huyết kiếm, ngay cả dũng khí nâng kiếm cũng đánh mất. Nàng ta vừa dùng pháp bảo ngăn cản khớp huyết kiếm vừa dịch đến gần lục trầm hàn, lục ca ca. Lục trầm hàn vung kiếm chém vỡ phù trận của Diệp Tố, chạy đến hội họp với Ninh Thiền Giao, dịch huyền từ sau lưng chém tới một đao, hắn chờ tay đưa thất tuyệt kiếm lên ngăn lại, một tay khác kéo Ninh Tiền Giao qua. Hai người tụ lại ở bên nhau, Ninh Tiền Giao không chút do dự vươn tay nắm lấy thất tuyệt kiếm, dùng sức nắm chặt lưỡi kiếm, để máu huyền âm chi thể thấm vào thân kiếm. Diệp Tố thấy một màn này thì trong lòng cảm thấy rất không kiên nhẫn, huyền âm chi thể chính là một phiền phức lớn, đồ vật càng lợi hại, dính máu này thì uy lực sẽ lại càng tăng lên gấp bội. Máu nhanh chóng bị thất tuyệt kiếm hấp thu, Tuy nhiên điều khiến mọi người không ai nghĩ chính tới là, thất tuyệt kiếm lại đương trường hóa ra kiếm linh. Một vị nữ tử áo vàng là lướt xuất hiện bên người Lục Trầm Hàn, quanh thân nàng ta bao phủ kiếm ý nghiêm nghị, dương mắt nhìn Dịch Huyền và Diệp Tố ở đối diện, tiến lên một bước, vừa phất tay là kiếm ý ngập trời áp xuống, sát khí hiện ra. Biến hóa như thế ngay cả Lục Trầm Hàn cũng không dự đoán được, hắn ngẩn ngơ nhìn nữ tử trước mặt, đây cũng là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy kiếm linh. Ninh Tiền Giao nhận thấy được Lục Trầm Hàn khác thường, nàng ta dựa vào trong ngực hắn, ngửa đầu nhỏ giọng hô, Lục ca ca. Lục Trầm Hàn thu liễm lại suy nghĩ, cúi đầu nắm lấy tay Ninh Tiền Giao, linh lực phủ lên miệng vết thương trong lòng bàn tay nàng ta, trong phút chốc nó liền lành lại như cũ. Trọng Minh Đao, thanh âm mờ ảo của kiếm linh áo vàng vang lên ở lầu năm, nàng ta nhìn chằm chằm đao trong tay dịch huyền nói, đáng tiếc binh khí bị phong nhận khóa một bên lưỡi, vô pháp hóa linh hai thanh thần binh, một thanh trải qua sự cường hóa của huyền âm chi thể, lại hiện bản thể kiếm linh, dịch huyền ngăn cản vài lần nhưng cũng có chút cố sức, phù chú của Diệp Tố lại càng không có hiệu quả đối với kiếm linh. Nữ tử áo vàng vốn là kiếm linh, hô hấp của nàng ta là kiếm khí, hành động chưa kiếm ý, dịch huyền và Diệp Tố lần đầu gặp phải kiếm linh, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Bên kia, du phục thời thu hồi khắp huyết kiếm, hắn cúi đầu nhìn bàn tay như suy tư gì đó, lại ngước mắt nhìn về phía diệp tố hồi lâu cuối cùng hắn nắm khớp huyết kiếm cứa một đường vào lòng bàn tay của mình hắn nắm chặt tay lại máu theo miệng vết thương trong lòng bàn tay rơi từng giọt tí tách lên trên thân khớp huyết kiếm liên liên mới vừa bò lên tới hai mắt sung huyết thậm chí còn ù tai nàng nửa quỳ ở cửa thang lầu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy du phục thời đang nhỏ máu lên thân kiếm đây là đang làm gì vậy nàng thờ hồn hền trong xoa mũi tất cả đều là mùi máu tươi, còn chưa phản ứng lại kịp thì liền nhìn thấy khắp huyết kiếm chợt lóe hồng quang, ngay sau đó bên người du phục thời liền nhiều thêm một hồng y nam nhân xa lạ. Liên liên đầu tiên là cúi đầu nhìn nhìn hồng y của bản thân, sau đó xoa xoa hai mắt của mình, nàng hẳn là bị uy áp trong tháp đè ép lâu quá, sinh ra ảo giác. Lữ cửu thất khiếu đều chảy máu, bò lên tới nơi nhìn quang cảnh trước mặt thì câu đầu tiên lại là, ủa, sao lại nhiều ra thêm hai người. Liên liên. Đâu, để ta nhìn xem. Chu Vân vẫn còn chưa hoàn toàn lên đến nơi. Tay chống lên bậc cầu thang cao nhất, dãy ruộng nói. Ở đầu còn lại thì mọi người nhìn thấy tân kiếm linh xuất hiện đều không khỏi chấn động há hốc mồm. Chỉ có du phục thời chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Tố. Hắn mở lòng bàn tay ra nhìn nhìn, có chút ghét bỏ mà bôi bôi máu của mình lên trên trọng minh đao của dịch huyền. Dịch huyền tay khẽ động, theo bản năng muốn tránh đi, bị ánh mắt của Diệp Tố ngăn lại trọng minh đao không phải khớp huyết kiếm không uống máu thế nhưng sau khi máu của du phục thời bôi lên đao thì không bao lâu sau liền biến mất giống như vừa rồi khi ninh tiền giao bôi máu lên thất tuyệt kiếm vậy diệp tố nhíu mày nhìn tay du phục thời lại quay đầu nhìn ninh thiền giao hai người này máu trên trọng minh đao biến mất tăm, dịch huyền bỗng nhiên phát hiện đao trở nên nóng rực tiếp theo lại nghe thấy một giọng nam nhân xa là ôn hòa bảo hắn buông tay dịch huyền do dự một lát buông trọng minh đao ra. Trong tầng thứ năm hiện ra ánh đao sáng loà, trọng minh đao biến mất, thay vào đó là một thanh niên mặc đạo bào xanh lam xa lạ. Ở cửa thang lầu, sau bao nỗ lực Chu Vân đã bỏ được nửa người lên lầu, hả, lại nhiều thêm một người nữa. Giờ phút này sắc mặt ninh tiền dao trắng bệch, nhìn chằm chằm du phục thời không biết đang nghĩ cái gì. Lầu năm xuất hiện ba linh thể, Trọng Minh Đao và Thất Tuyệt Kiếm còn chưa đối chiêu thì Hồng Y Nam Tử ở phía sau đã rú lên một tiếng quái dị, dẫn đầu động thủ. Chương 140. Trói thần võng. Khấp huyết kiếm là một thanh yêu kiếm, khi hóa thành kiếm linh thì không những diện mạo yêu lý yêu khí mà quanh thân còn quanh quần huyết sát khí gây mũi, phảng phất như vừa mới bước ra từ huyết trì. Khi những người khác vẫn còn đang khiếp sợ máu của Du Phục thời cũng có thể khiến kiếm linh hiện thân thì hắn đã xung phong phóng về phía Thất Tuyệt Kiếm Linh bản thân kiếm linh mang theo kiếm ý vô tận, nhưng hồng y khắp huyết kiếm linh căn bản không cần tới thứ đó, hắn vừa xông tới thì liền tụi một quyền vào bụng nữ tử áo vàng. Thất tuyệt kiếm linh theo bản năng khom lưng, duỗi tay che lại bụng của mình, một tay khác tung ra kiếm ý, tuy nhiên lại bị khắp huyết kiếm linh chém ra kiếm ý đánh tan. Ngay sau đó hồng y nam tử cong khuỷu tay hung hăng đấm xuống cổ của nữ tử áo vàng, nâng gối đá thẳng vào phần đầu nàng ta, song hướng giáp sông, nếu thất tuyệt không phải là kiếm linh thì chỉ sợ lúc này đầu lâu đã nát thành sáu bảy mảnh. Ôi, Chu Vân trăm cây ngàn đáng mới bò lên được lầu năm, vừa bò đến nơi thì đập vào mắt là một màn bạo lực thế này, tức khắc cảm thấy cổ lẫn ót của bản thân cũng phát đau. Hồng y nam tử ra tay không có chút nào thu liễm, khi thất tuyệt kiếm linh phản ứng lại được thì cũng muốn ngồi dậy tránh né, nhưng khắp huyết kiếm linh lại bắt lấy hai bên vai nàng ta, sau đó cứ vậy dùng đầu mình đâm vào đầu nàng ta không chỉ một lần rồi thôi, đầu hai người liên tục đập vào nhau khiến âm thanh công cốp vang khắp lầu năm. Võ Đức, khớp huyết kiếm linh không có, hắn là yêu kiếm, muốn làm gì là làm cái đó thôi. Dịch huyền giơ tay che hai mắt lại, hắn có chút nhìn không nổi nữa. Nếu chỉ nhìn bề ngoài của thất tuyệt kiếm linh thì không có gì khác với nữ tử bình thường, khớp huyết kiếm linh lại hóa thành nam, hình ảnh trước mắt thật sự là khiến ra đầu người xem tê dại. Kiếm linh không phải nên, dùng kiếm ý đối chiến sao? Vậy mà hiện tại lại thành ra thuần túy thượng càng chân hạ càng tay. Lục Trầm Hàn nhìn thấy kiếm linh của mình bị đối đãi như thế thì lập tức muốn tiến lên ngăn trở, nhưng hắn không cục cựa được. Vì Trọng Minh Đao đứng ngay trước mặt hắn. Lục Trầm Hàn và Trọng Minh Đao lâm vào chiến đấu, Dịch Huyền cũng rất khoát ra nhập cuộc chiến. Trọng Minh Đao linh tự có đao ý cuồn cuộn, mà Lục Trầm Hàn lại không có kiếm trong tay thực lực của hắn vẫn còn chưa đủ để khiến thần thức hóa kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng dùng linh lực ngăn cản trọng minh, lại phải đề phòng dịch huyền, trong lúc nhất thời đỡ trái hở phải. Diệp Tố nhìn chằm chằm ninh tiền giao, thú vị đấy, đây là lần đầu tiên nàng thấy tiểu sư muội lộ ra biểu tình hoảng loạn như vậy. Ba người này là kiếm linh, liên liên lung lay đứng lên, lau sạch máu mũi, tiến đến hỏi, qua một lúc lâu như vậy, nàng rốt cuộc xác nhận vừa rồi bản thân không có xuất hiện ảo giác là du phục thời nhỏ máu lên thân kiếm, mới nhiều ra thêm một người. Diệp Tố nghiêng đầu nhìn về hướng cửa cầu thang, mới phát hiện cả ba người liên liên đều đã lên đây, nàng nói, đúng là Kiếm Linh, y phục màu vàng chính là Thất Tuyệt kiếm. Thất Tuyệt kiếm, không phải được xưng tụng là thần binh đương thời sao? Lữ Cửu và Chu Vân dìu nhau bước đến gần, nàng nhìn Kiếm Linh bị khắp huyết kiếm đè trên mặt đất đánh túi bụi mà cực kỳ khó hiểu, đây căn bản là không có chút sức chống cự nào cũng phải xem đối thủ là ai mới được. Chu Vân vẫn còn hoa mắt chóng mặt, nàng dựa vào trên người lữ cửu, dùng thanh khiết thuật sửa sang bản thân lại cho gọn gàng. Lúc trước ở kiếm trùng, tuy là có trọng minh đao tỏa chấn nhưng khớp huyết kiếm vẫn không chút e rè mà làm yêu làm tà quấy nhiễu các đệ tử đấy thôi. Khi bọn họ nói chuyện với nhau thì Ninh Thiền Giao lặng yên lui về phía sau, muốn bỏ trốn lên lầu sáu. Khớp huyết kiếm nhận thấy được động tĩnh của nàng ta, lập tức ném thất tuyệt xuống, chạy về phía Ninh Tiền Giao. Ninh Tiền Giao vông kiếm muốn ngăn cản khấp huyết nhưng chỉ được một chiêu liền bị khấp huyết kiếm linh phất tay đánh gãy luôn thanh kiếm. Khấp huyết rũi tay túm lấy tóc Ninh Tiền Giao, lôi nàng ta sành sạch về chỗ mọi người. Ba người liên liên nhìn thấy tức khắc liền hít sâu một hơi, Chu Vân lén sờ sờ đầu tóc còn khỏe mạnh của mình mà thầm cảm thấy may mắn, kiếm linh này đáng sợ quá. Ninh Tiền Giao hét thảm một tiếng, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nàng ta hoảng loạn liên tục hô lục ca ca. Bản thân lục trầm hàn đang bị một người một đao vây công, căn bản không có cách nào có thể đi cứu nàng ta, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi liền thu hồi ánh mắt, chuyên chú ứng phó dịch huyền và trọng minh. Ngược lại là dịch huyền bị một chiêu này của khớp huyết khiến cho hoàn toàn sừng sốt, nắm đầu tóc người khác có vẻ không ổn lắm, dù sao ninh tiền giao vẫn có thân phận tiểu sư muội thiên cơ môn. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu lại nhìn về phía du phục thời, Cuối cùng hô một tiếng đại sư tỷ Diệp Tố cũng không nghĩ tới khớp huyết kiếm linh lại biêu hãn đến trình độ này, nàng hắng giọng nói với du phục thời, bảo hắn đổi chỗ nắm đi. Du phục thời là chủ nhân của khớp huyết kiếm, không cần dùng lời nói, tâm thần vừa động thì khớp huyết liền sẽ biết. Vì thế Hồng Y nam tử buông tóc Ninh Thiền Giao ra, sửa lại thành nắm cổ, tiếp tục sách nàng ta đi tới. Ninh Thiền Giao đã hoàn toàn bị dỏa cho mềm hoạt cả người, tóc liên quan đến tự tôn nhưng hiện giờ đổi thành sau cổ thì chỉ cần hắn dùng sức một sức là sẽ có thể tiễn nàng ta đi gặp diêm vương đau du phục thời bỗng nhiên duỗi tay đến trước mặt diệp tố nói diệp tố bị lời này của hắn hấp dẫn sự chú ý nàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy miệng vết thương đã không còn chảy máu đang bắt đầu chậm rãi khôi phục tuy vậy nàng vẫn nắm lấy tay hắn triệu hồi linh lực ra đầu ngon tay mơn trớn dọc theo vết kiếm rạch trong lòng bàn tay hắn khiến cho nó khỏi hàn um. Lục trầm hàn bị trọng minh và dịch huyền liên thủ đánh trúng, ngực ăn trọn một đạo đao ý, bay ra ngoài. Lúc này thất tuyệt kiếm linh xẹt qua như cơn gió, mang lục trầm hàn bước lên cầu thang lên lầu 6. Lục trầm hàn bị nàng ta lôi kéo đi nhanh lên lầu 6, uy áp cộng thêm dư âm của đao ý khiến hắn không thể khống chế mà hộc máu. Khi đã đi lên nửa cầu thang, lục trầm hàn nhìn thấy không ai đuổi theo, mới xoay người hô với bên dưới một tiếng thiền giao. Ninh Tiền Giao đã bị khớp huyết kiếm linh ném đến trước mặt du phục thời. Nàng ta nghe thấy thanh âm của Lục Trầm Hàn thì ngửa đầu kiên cường nói, Lục ca ca, huynh, huynh đi trước đi. Hai mắt Lục Trầm Hàn thâm trầm, hắn đảo qua một lượt những người ở dưới, đợi sau khi hắn lên những tầng cao hơn rèn luyện tiến dai, hắn muốn mấy người này phải trả giá đại giới. Khấp huyết kiếm linh bắt chéo hai tay trước ngực, hứ một tiếng, nhấc chân định dẫm lên đầu ninh tiền dao. Tiếng hứ, vang dội của hắn khiến Diệp Tố chú ý, nếu mày nhìn qua, kiếm linh này có quá nhiều tật xấu, chỉ sợ sẽ dày hư tiểu sư đệ. Đôi mắt của khắp huyết thoáng thấy biểu tình của Diệp Tố thì thân thể ngay lập tức cứng đờ, cái chân vốn dĩ muốn dẫm xuống liền khựng lại, đạp đạp giữa khoảng không vài cái liền rút về vị trí cũ, hai tay cũng lặng lẽ buông xuống, chấp ở sau lưng. Hắn lại thấy ba nữ tu sĩ bên cạnh đang mở to mắt nhìn chính mình, cầm liền hất lên cao, thầm nghĩ bọn họ nhất định là bị bộ dáng anh dũng của hắn mê hoặc đại sư tỷ mọi người vì sao lại ninh tiền giao ngẩng đầu nước mắt chảy xuống bộ dáng vừa vô tội lại đáng thương đây là ngày chật vật nhất trong đời nàng ta tóc tai hỗn độn nàng ta cũng không phải là kiếm linh không giống thất tuyệt bị đánh lâu như vậy cũng không có gì biến hóa sau cổ nàng ta đã bị nắm kéo bầm tím cả lên cái mõ kia người từ đâu có được nó diệp tố ngồi xổm xuống hỏi nàng ta Ninh Tiền Giao ngẩn người, mõ. Diệp Tố nâng lên mí mắt nhìn thẳng nàng ta, đừng có giả ngu. Đó là ta phát hiện trong một bí cảnh, Ninh Tiền Giao nức nở, đại sư tỷ, cầu thang là lục trầm hàn muốn chém nát, muội ngăn không được. Ta không có hứng thú với chuyện ai trong các ngươi muốn chém cầu thang. Diệp Tố đứng dậy, tiểu sư muội, ngươi đã dùng cái gì để mở ra giới? Thành âm nức nở của Ninh Tiền Giao liền nín bặt, thân thể cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó nàng ta liền khôi phục nguyên trạng, kiên trì nói thiền giao không biết đại sư tỷ đang nói cái gì. Nói nhiều với ả à ta như vậy làm gì, mổ đầu, lấy tích tâm huyết ra không phải là xong rồi sao? Khớp huyết kiếm linh ở bên cạnh nói thầm. Trong nháy mắt sắc mặt ninh thiền giao liền trắng bệch. Diệp Tố bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn chầm chầm, người nói cái gì? Khớp huyết kiếm linh bị dọa nhảy dựng, vội vàng tránh ở phía sau du phục thời, không có nói cái gì hết. Du phục thời rũ mắt rơi vào trạng thái mờ mịt, ký ức trong đầu hắn đang hỗn loạn nên vẫn chưa chú ý đến gợn sóng giữa khớp huyết kiếm và diệp tố. Cái gì tâm huyết, diệp tố xoay người nhìn chằm chằm khớp huyết kiếm linh đang trốn sau lưng du phục thời hỏi, nàng không khỏi nhớ tới tiểu hắc xà lúc trước nhìn thấy bên ngoài định hải thành, bạch ngân trên đầu rắn nhỏ giống như là vết thương cũ, không giống lôi ngân do tiến dai không thành của cốc lương thiên. Trên người à ta có hương vị của máu chủ nhân khớp huyết kiếm cực kỳ nhạy bén với mùi máu, vừa người đã nhận ra trên người Ninh Thiền Giao có vị máu của du phục thời. Máu của du phục thời đặc thù, khấp huyết kiếm sẽ không bao giờ nhận sai, thế nên mỗi khi đối chiến với Ninh Thiền Giao nó đều muốn bổ đầu nàng ta ra. Tầm mắt Ninh Thiền dao gắt gao nhìn về phía cầu thang ở lầu năm, nàng ta sắp bị vạch trần, nếu tiếp tục ở lại đây sợ sẽ thật sự bị mổ đầu ra mất. Tay nàng ta lặng lẽ chạm đến bên hông, lấy ra một kiện pháp bảo. Cẩn thận, dịch huyền đứng ở phía sau bọn họ, nhìn thấy ninh tiền giao lấy ra một pháp bảo gì đó thì tâm cảnh giác trong nháy mắt liền tăng đến cực hạn, theo bản năng hô lên nhắc nhở. Ninh tiền giao ném pháp bảo về phía nhóm Diệp Tố, Diệp Tố đẩy du phục thời đang đứng trước mặt mình ra, đồng thời cũng dùng một đạo thần thức quét mạnh nhóm lữ cửu vang ra xa, tuy nhiên chính nàng lại không kịp né tránh, bị một cái lưới bao lấy, nàng vừa khởi động linh lực thì âm thanh sẹt sẹt liền vang lên liên tiếp, lưới này có thể ăn mòn linh lực lúc này ninh tiền giao đã nhảy tới cửa cầu thang chạy nhanh trốn xuống lầu bốn trói thần võng chu vân lồm cồm bò dậy khiếp sợ nói từ cái tên đã nói lên lưới này không đơn giản sắc mặt của chu vân kém đến khó coi một khi linh lực của diệp tố bị ăn mòn xong thì trói thần võng sẽ siết chặt lấy người nàng ấy chưa đến một nén nhang cả người sẽ chỉ còn lại xương khô dù phục thời bị diệp tố đẩy ra thì cũng hồi thần lại nhìn thấy diệp tố đang bị trói thần võng bao lấy thì hắn liền vung một tay lên võng cứ thế liền bay vào trong tay hắn. Chu Vân, Diệp Tố chỉ nhìn lướt qua choi thần võng trong tay du phục thời một cái sau đó liền xoay người muốn xuống lầu bốn đuổi theo ninh tiền giao. Đại sư tỷ, dịch huyền ngăn nàng lại, thời gian tỷ ở luân chuyển tháp có đến một năm. Những người khác cũng đồng thời hoàn hồn, liên liên nói, có chuyện gì ra tháp lại giải quyết, Diệp Tố cô không thể đi xuống nữa. Pháp bảo của Ninh Tiền Giao là của Du Công Tử sao? Chu Vân gãi gãi mặt nói, vừa rồi trói thần võng đó rõ ràng là vật có chủ, vẫn là đồ của Du Công Tử, lại là bị Ninh tiền Giao đem ra, cộng thêm tình huống của mõ trước đó, nàng đều đã có thể đoán ra được một hai. Diệp Tố nghiêng đầu nhìn Du Phục Thời, hắn trông không có gì khác với thường ngày, thậm chí còn không biết giới của mình lại bị người khác một lần nữa mở ra. Khả năng Ninh tiền Giao có quan hệ với máu chỉ có một, trong đầu Diệp Tố hiện lên mấy suy đoán, tầm mắt của nàng dừng trên áo tròn xanh trên người du phục thời, lần đầu tiên không hy vọng suy đoán của bản thân là sự thật. Tạm thời không quan tâm đến nàng ta nữa, Diệp Tố bình phục tâm tình, nói với mấy người liên liên, mọi người tản ra tìm đồ bản thân muốn tìm đi, sau đó chúng ta lại tiếp tục đi lên trên. Chu Vân thấy Diệp Tố không đề cập đến chuyện này nữa nên liền áp nghi hoặc trong lòng xuống, xoay người đi cùng mấy người liên liên tìm kiếm phổ thích hợp. Dịch huyền quay đầu lại, nhìn thấy trọng minh đao linh thì có chút không được tự nhiên. Người có muốn tìm đao phổ hay không? Trọng minh là một thanh niên ôn nhuận, hắn cười hỏi dịch huyền, hai mắt mang theo bao dung. Dịch huyền gật đầu, hắn đi đến trước kệ thư tịch, trọng minh cứ thế an tĩnh đi theo phía sau hắn. Còn một kiếm linh khác ở tầng thứ năm thì giờ phút này lại an tĩnh như gà, không dám ra tiếng, hận không thể biến mất tại chỗ. Dù phục thời đi đến bên cạnh Diệp Tố, kéo túi càn khôn của nàng ra, quen cửa quen nẻo ném chói thần võng vào. "Đệ có từng ở Bồng Lai không?" Diệp Tố duỗi tay nắm lấy tay Du Phục Thời, đột nhiên hỏi hắn. Du Phục Thời dương mắt, nhìn thẳng vào mắt Diệp Tố, "Bồng Lai? Đệ có từng chủ qua ở đó không?" Diệp Tố một lần nữa thử hỏi, hẳn là không có khả năng, bộ dáng của tiểu sư đệ nổi bật như vậy, nếu suy đoán kia là đúng thì không có khả năng các tông chủ lại không nhận ra. Hình như đã từng chủ qua. Dù phục thời nghiêng đầu nói. Lòng Diệp Tố chìm xuống, đệ đã từng trụ qua ở bồng lai ư. Đó là tất nhiên, chúng ta khấp huyết kiếm linh hưng phấn chen vào, sau đó không biết vì sao lại nói không ra lời nữa. Hàn ú ớ vài tiếng, cuối cùng đột nhiên lại khôi phục thành khấp huyết kiếm. Diệp Tố nhìn khấp huyết lúc này đã trở lại thành thanh kiếm, trong lòng lại lặng lẽ thờ một hơi nhẹ nhõm, thời gian không khớp. Khi huyền âm chi thể lần trước xuất hiện, khắp huyết kiếm còn đang ở trong kiếm trùng. Đệ từng ở bồng lai vào rất lâu về trước sao, Diệp Tố nhìn du phục thời, tiểu sư đệ, đệ có phải là đại yêu trước thần vẫn kỳ không? Du phục thời lắc đầu, không biết, hắn nghĩ không ra. Ta là đại yêu, một lát sau, du phục thời lại nói chắc nịch. Ừ, Diệp Tố áp xuống tất cả suy nghĩ, cười một tiếng, vờ như không có việc gì nói, đệ là đại yêu. Ở lâu năm này có rất nhiều bí kíp về ảo thuật, phù chú, kiếm thuật vân vân, Diệp Tố dẫn theo tiểu sư đệ đi tìm bí kíp ảo thuật, cũng ngẫu nhiên lật lật thử các loại sách khác, toàn bộ đều ghi tạc trong đầu. Diệp Tố không hiểu nhiều về ảo thuật nên nàng chọn một quyền giày nhất cầm đi. Tác giả có lời muốn nói. Khớp huyết kiếm, đầu ta hơi bị cứng đấy nhé, nhưng có người so với chủ tử còn đáng sợ hơn ở đây, ngoan ngoãn làm kiếm vậy. Chương 141. Hút cạn linh khí ngoại trừ lầu một thì mỗi một tầng phía trên đều có dụ hoặc thật lớn dụ dỗ người vào tháp lưu lại. Các đệ tử chỉ có thời gian một tháng cần phải lên kế hoạch thật tốt, xác định rõ ràng mục tiêu của bản thân. Từ lúc họ tiến vào luân truyền tháp đến hiện tại đã qua 10 ngày, chỉ còn lại 20 ngày mà thôi, nếu muốn tiếp tục đi lên thì không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở lầu năm. Để chọn được bí kíp phù hợp với bản thân không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt là ở lầu năm này có quá nhiều thư tịch, bọn họ lại chỉ có thể mang một quyền ra ngoài, cho nên phải dành ra thời gian đến hai ngày mới chọn xong. Người cảm thấy quyền đao phủ nào tốt hơn, dịch huyền hai tay cầm hai quyền đao phủ, xoay người dơ lên hỏi Trọng Minh. Từ sau khi hóa linh thì Trọng Minh vẫn luôn rất tò mò về mọi thứ xung quanh, hắn không giống với thất tuyệt, vị luyện khí sư kia khi luyện hắn thì cuối cùng lại quyết định giấu mối đoạn đuôi, nên hắn từ lúc bắt đầu thân đã mang khiếm khuyết tuy sinh có ý thức đao linh nhưng chưa bao giờ có thể hóa thành linh thể. Con đường tu chân dài đằng đẵng, trọng minh đao cũng đã từng chạm chán thất tuyệt kiếm, khi đó thất tuyệt kiếm sớm đã có thể hóa thành linh thể, trọng minh vẫn nhớ mãi tiếc nuối của chủ nhân khi ấy. Hiện giờ đột nhiên có thể hóa thành linh thể, trọng minh đối với thế giới bên ngoài cảm thấy cực kỳ mới lạ, tất cả đồ vật đều phải dùng tay sờ sờ chạm chạm một chút. Thanh niên ôn nhuận giơ tay lên chạm vào một quyển đao phổ, sau đó thành thật nói ta không biết chữ. Du Phục Thời đi ngang qua nghe thấy câu này thì tức khắc như tìm được đồng minh giống với bản thân lúc trước, hắn lay lay Diệp Tố đang lật sách gần đó, hắn không biết chữ. Trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo. Trọng Minh nghiêng đầu nhìn về phía Du Phục Thời, nở nụ cười hiền hòa, đây chính là người đã giúp hắn hóa thành linh thể. Hắn chỉ vừa mới hóa linh, không biết chữ là bình thường. Dịch Huyền không chịu được có người cười nhạo đau linh của mình đặc biệt còn là người cũng chỉ biết chữ nửa mùa như du phục thời không giống ngươi du phục thời nghe vậy nhíu mày quay đầu cáo trạng diệp tố hắn mắng ta diệp tố khép sách lại nhìn dịch huyền đừng nói nghiêm nói dọc như vậy dịch huyền mặt vô biểu tình là hắn bắt đầu trước hắn là tiểu sư đệ diệp tố nghiêm túc nói dịch huyền trước kia đệ cũng là tiểu sư đệ đại sư tỷ thật bất công diệp tố bất lực buông tay nói để trước kia có bao giờ mách gì với tỷ đâu dịch huyền trầm mặc một lát sau đó nói sau khi rời khỏi đây đệ sẽ đi mách với nhị sư huynh minh lưu xa ở xa vạn dặm đột nhiên nằm không cũng trúng đạn hắt xì một cái thật to ai nhớ ta vậy chắc là người nào đó đang mắng huynh thì đúng hơn tây ngọc suy đoán cuối cùng dịch huyền chọn quyền đao phổ vừa rồi trọng minh chạm qua đặt quyền còn lại về trên giá sách bởi vì trọng minh không biết chữ nên du phục thời đối với đao linh này nhiều thêm vài phần hào cảm, vừa nhìn thấy hắn là sự tự tin trong lòng tiểu sư đệ lại bay cao. Chờ sau khi những người khác cũng đã chọn xong bí kíp muốn mang ra ngoài, lúc này bọn họ mới bắt đầu đi lên trên. Uy áp của tầng 6 đối với Nguyên Anh kỳ cực kỳ không thân thiện, Lữ Cửu, liên liên cùng với Chu Vân chỉ mới đi được vài bậc thang đã bắt đầu đổ máu. Diệp Tố bởi vì nhận uy áp gấp bội nên cơ hồ không dám ngẩng đầu, uy áp quá nặng ép phá kinh mạch, nàng điều khiển linh lực lưu truyền toàn thân, bỗng nhiên phát hiện tốc độ chữa trị so với lúc trước nhanh hơn không ít. Nếu tốc độ chữa trị của linh lực không nhanh bằng tốc độ kinh mạch xương cốt bị gãy vỡ thì kết quả cuối cùng sẽ giống như mai cử nhân vậy, kinh cốt toàn thân nát bét. Mà sinh cơ trong cơ thể diệp tố quá thịnh, nên tốc độ lưu truyền chữa trị vượt xa tốc độ uy áp tạo thành thương tồn, đây chính là hiệu quả phụ mà cửu truyền hồi hồn đan mang lại. Tỷ còn có thể tiếp tục đi không? Dịch huyền quay đầu lại nhìn Diệp Tố, hắn vẫn còn có thể chịu được uy áp của tầng thứ sáu, nhưng uy áp trên người đại sư tỷ sẽ nặng gấp đôi. Có thể, Diệp Tố cất bước nhanh hơn, thế mà lại có thể đuổi kịp dịch huyền. Dù phục thời đi ở phía sau Diệp Tố, trên mặt hắn cũng chưa từng xuất hiện cảm xúc nào khác, tựa hồ không hề chịu phải uy áp gì. Còn ba người liên liên thì đến một nửa cầu thang đã phải dùng tay bò. Nhất định phải lên được lầu sáu. Chu Vân ở phía sau thở dốc, muốn dùng cách nói chuyện để phân tán sự đau đớn. Tầng thứ 6 chính là nơi có linh khí nồng đậm nhất toàn bộ tu chân giới, ở đó ngây người 20 ngày bằng ở những nơi khác 20 năm. Thật sao? Lữ cửu quay đầu lại hỏi. Đương nhiên, nghe nói linh khí ở lầu 6 có nồng độ tiệm cận nhất với thời gian trước thần vẫn kỳ. Chu Vân khi nói chuyện đều có thể cảm nhận được mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng. Ta nghe nói các thiên tài của những năm trước có thể lên đến tầng thứ 8 nhưng mà cảnh giới cao nhất của bọn họ cũng chỉ mới là nguyên anh kỳ lữ cửu nói ra vấn đề mà bản thân đã nghiền ngẫm bấy lâu vì sao chúng ta chỉ mới lầu 6 thôi đã chật vật thế này liên liên tạm dừng lại lấy sức thuận tiện chữa trị bàn tay đã bị uy áp trong tháp đè dập nát bởi vì nhóm chúng ta có cảnh giới hóa thần kỳ luân chuyển tháp sẽ căn cứ vào trình độ của đệ tử để gia tăng uy áp lữ cửu hiểu rõ bên ngoài tháp mọi người chỉ căn cứ vào những điểm sáng là có thể não bổ ra một hồi tường đặc biệt sau khi bọn họ chạm trán ở lầu năm thì hẳn đã xông vào đánh nhau, tuy nhiên đánh tới đánh lui đột nhiên lại nhiều ra vài điểm sáng nữa. 1, 2, 3, 9, 10, Mã Tòng Thu nhìn những điểm sáng trên hư ảnh, bỗng nhiên phát hiện có một điểm sáng không khớp, cảm thấy không đúng nên cứ đếm đi đếm lại, sao lại nhiều ra thêm một điểm sáng. Hắn đếm xong thì nghi ngờ bản thân nhìn lâu quá nên hẳn là bị hoa mắt rồi, Mã Tòng Thu cúi đầu rụi rụi mắt, chuẩn bị đếm lại, kết quả đếm xong thì 12. Sao lại còn nhiều hơn lúc nãy? Trong một thời gian ngắn mà ba điểm sáng không biết từ đâu tỏi ra, mọi người đều thấy rõ ràng, các đại tông chủ đều nghiêm sắc mặt nhìn tầng thứ năm. Sao lại nhiều ra ba điểm sáng? Có người xông vào sao? Tông chủ ngũ hành tông khiếp sợ nói. Những người khác cũng không mở miệng trả lời ông, chỉ nhìn chăm chăm ba điểm sáng đó hồi lâu, rất dễ dàng phân biệt được ba điểm sáng nhiều thêm đứng ở bên nào là kiếm linh ư, tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ không quá xác định nói, ba điểm sáng này có chút nhạt hơn những điểm sáng còn lại. Trọng Minh Đao có thể hóa linh sao? Tông chủ hợp hoan tông ngô nguyệt hỏi, bà nhớ rõ trọng Minh Đao vô pháp hóa linh. Không có ngọc bài, tự tiện lèn vào luân truyền tháp sẽ bị treo cổ ngay lập tức. Phong trần đạo nhân nhàn nhạt nói, tầm mắt ông vẫn nhìn thẳng tắp vào các điểm sáng đó, trên hư ảnh có thể rõ ràng nhận thấy trận doanh đang diễn ra, ai cũng rõ ràng nhìn ra được lục trầm hàn đang rơi vào thế hạ phong. Bởi vì nhiều ra tới 3 điểm sáng nên khiến mọi người bên ngoài tháp sừng sốt nửa ngày, cuối cùng còn nhìn thấy có điểm sáng chạy từ lầu 5 xuống lầu 4, tức khắc khắp nơi lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Đây đã là người thứ ba trong nhóm đệ tử năm nay đi xuống tầng dưới. Không bao lâu sau, mọi người lại phát hiện một điểm sáng lại biến mất. Biến mất rồi kìa, sẽ không thật sự là kiếm linh đó chứ. Mã tòng tu tò mò, ta còn chưa từng thấy qua kiếm linh. Nhàn hảo nhíu mày nhìn điểm sáng chạy xuống lầu bốn, nếu động sư huynh của nàng thì không biết có lại đánh nhau hay không. Trên thực tế hai người cũng không có gặp phải. Mai cử nhân lượn lờ xung quanh các tủ đan ở khắp nơi trong tầng thứ tư, lật trái tìm phải, chỉ cần là đan dược có ích cho tu luyện đều nuốt xuống sau đó bắt đầu đà tỏa, mấy ngày nay hắn ở thôi cũng đều có thể ở ra đan khí khi ninh thiền giao chạy xuống thì hắn vẫn còn đang đà tỏa trong một góc ninh thiền giao không qua hứng thú với đan tầng nàng ta đã từng gặp qua cực phẩm đan dược phần lớn đan dược ở đây nàng ta cũng không để vào mắt nàng ta vẫn cứ quanh quẩn quanh khu vực cầu thang muốn thăm dò động tĩnh ở lầu trên tuy rằng cũng không nghe ra được cái gì bí mật lớn nhất trong lòng nàng ta thiếu chút nữa bị phát hiện khi vừa chạy xuống tay nàng ta còn phát run tuy vậy ninh thiền giao vẫn muốn đi lên trên đây là cơ duyên của nàng ta, không thể cứ vậy co đầu rụt cổ ở tầng 4 này được. Nơi này, Dịch Huyền vừa bước chân lên liền cảm nhận được linh khí nồng đậm đến mức tận cùng, gần như sắp hóa thành thực thể. Dù phục thời là người thứ hai lên tới nơi, hắn xoay người rắc Diệp Tố còn đang trên cầu thang, chờ sau khi nàng đi lên mới buông tay. Tầng tu luyện, Diệp Tố giang hai tay chụp vào trong không trung, muốn thử bắt lấy linh khí nồng đậm đến nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt này. Tầng này dụ hoặc quá lớn, thân ở tầng tu luyện, linh khí mỗi thời mỗi khắc như thấm vào trong người, chỉ cần không để ý thôi là sẽ tiến dai. Đệ muốn đi lên nữa, Dịch Huyền quay đầu nói với Diệp Tố, hắn không định ở lâu ở lầu sáu này. Diệp Tố nhìn du phục thời đang nhắm mắt hấp thu linh khí, suy nghĩ một lát nói, vậy đệ lên trước đi, chúng ta sẽ ở đây một đoạn thời gian. Dịch Huyền gật đầu, được. Sư đệ, Diệp Tố gọi Dịch Huyền lại, cẩn thận hai người ở bên trên đó để biết, dịch huyền nghiêng đầu nhìn thoáng qua trọng minh vẫn luôn lặng lẽ đi theo bên người để cũng không phải chỉ có một mình, dịch huyền kiên định đi lên lầu bầy. lúc này đây hắn có thể rõ ràng cảm nhận được uy áp khổng lồ của luân chuyển tháp đè xuống. hắn cúi đầu nhìn cầu thang thì thậm chí có thể thấy được những dấu đầu gối đã cũ hẳn là có không ít người đã từng quỳ ở đây hồi lâu. dù phục thời và diệp tố lưu lại tầng thứ sau bắt đầu đà tỏa hấp thu linh khí tu luyện hai người vừa ngồi xuống liền điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, căn bản không hề xuất hiện tình huống linh phủ không chứa nổi như những người khác. Diệp Tố thậm chí ẩn ẩn cảm thấy linh phủ của mình lại mở rộng gấp đôi. Vốn dĩ nàng chỉ định ở lầu 6 nghỉ ngơi một khoảng thời gian mà thôi, kết quả chỉ mới sau 10 ngày linh khí ở tầng tu luyện đã bị hai người hút sạch sẽ. Đương nhiên, phần lớn vẫn là du phục thời dùng. Chương 142. Say linh khí, linh khí ở lầu 6 nồng đậm đến mức gần như động thành thực chất, Diệp Tố có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí tràn trề trong linh phủ vì mỗi một tia kinh mạch đều đang không ngừng bị linh khí thấm vào, thức hải dù chưa mở rộng nhưng cũng đã vững vàng hơn không ít. Mãi đến khi phát hiện lượng linh khí quanh mình trượt giảm xuống, Diệp tới mới tỉnh lại từ trạng thái nhập định, nàng phát hiện chút linh khí cuối cùng ở tầng tu luyện đều bị du phục thời hấp thu sạch sẽ. Linh khí đậm đặc như vậy mà lại có thể hút cạn sạch, diệp tố ngồi đối diện với du phục thời có một khoảnh khắc trong nháy mắt nàng cảm giác rằng hai người đã ngồi đây thật lâu khi du phục thời mở mắt đôi mắt lóe lên một tia ánh tím nhưng rất nhanh liền biến mất đệ tỉnh rồi chúng ta diệp tố vừa mới mở miệng thì bỗng nhiên nghe thấy một vài âm thanh rầm rì vang lên không xa nàng nhanh chóng đứng dậy nhanh chóng đi về hướng đó cảnh giác dựng lên cao nhất hoàn cảnh trong luân truyền tháp bọn họ không quen thuộc Diệp Tố cũng không biết ở mỗi tầng có phải sẽ có thứ gì đó xông ra công kích bọn họ hay không. Diệp Tố cảnh giác tới gần, nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng ở bên kia thì tức thời liền cảm thấy như có một đàn quả bay qua. Sắc mặt của ba người lữ cửu hùng rực, nằm giang tay giang chân hình chữ 10 ở gần khu vực cầu thang, Chu Vân thậm chí còn lăn qua một cái, chép miệng, ngủ ngon không biết trời trăng mây đất. Hẳn là do linh khí ở tầng 6 đã biến mất sạch sẽ nên liên liên rốt cuộc cũng tỉnh lại, Mùi dậy trên mặt đất choáng váng nhìn Diệp Tố, cô cũng ở đây à, ha ha ha. Diệp Tố, đây là, sai linh khí. Trên người ba người vẫn còn dính không ít vết máu, rõ ràng là khi từ tầng 5 lên đây vẫn chưa kịp xử lý thì đã nằm la liệt. Diệp Tố đợi một lát, mấy người liên liên mới rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại. Lữ cửu xoa xoa mặt, chậm rãi đứng lên, linh khí ở đây quá mức váng đầu. Ba người mất chừng hai ngày, liều sống liều chết mới có thể bỏ cầu thang lên tới lầu 6, gân cốt toàn thân đều đứt đoạn, thật vất và mới đi lên được thì đập thẳng vào mặt chính là luồng linh khí đậm đặc. Liên Liên và Chu Vân dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Đại Tông Môn, gặp qua không ít việc đời, vậy mà kết quả vẫn bị luân hãm. Số linh khí đó cứ thế theo hô hấp, làn ra tiến vào cơ thể, ba người không hề chống cự mà hoàn toàn tiếp thu, trực tiếp say tại chỗ, chóng váng ngủ say mất mấy ngày qua, linh phủ đầy áp căng trướng ta giống như đã trực tiếp nhảy đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh. Chu Vân cảm nhận một chút nói. May là linh khí đã biến mất, liên liên dùng thanh khiết thuật sửa sang lại bản thân, có chút nghĩ đến mà sợ, nếu không sợ là ba chúng ta còn chưa kịp tiến dai trước đã nổ banh sát rồi. Chu Vân bỗng nhiên cảm thấy không đúng, linh khí ở tầng tu luyện biến mất ư. Nàng chưa nghe nói qua. Hẳn là bị hấp thu xong rồi. Diệp Tố khụ một tiếng nói, ánh mắt chu vân nhìn tới nhìn lui diệp tố và du phục thời ở phía sau không còn gì nghi ngờ nữa đầu sỏ chính là hai người bọn họ cuối cùng nàng chậm rãi gật đầu các ngươi thật sự trâu bò linh khí ở nơi này nồng đến nỗi các nàng trực tiếp say vậy mà diệp tố và du phục thời lại hấp thu chúng sạch sẽ khác biệt giữa thiên tài và người thường chính là lớn như vậy chúng ta chuẩn bị đi tiếp lên trên mọi người cùng lên luôn chứ diệp tố hỏi ba người nhìn nhìn nhau cuối cùng quyết định không đi. Còn dư lại 10 ngày, ta định lưu lại đây tiêu hóa linh khí. Liên liên nói, nếu chúng ta tiếp tục đi lên thì chỉ sợ 10 ngày này chỉ dành để bò cầu thang. Ba người muốn ở lại đây nhập định tu luyện, Diệp Tố thiết lập một trận pháp cho họ, phòng ngừa có người quấy nhiễu, sau đó mới cùng du phục thời tiếp tục đi lên lầu 7. Linh khí ở tầng 6 lần đầu tiên bị hấp thu gần như không còn, trong không trung mà mà mọi người không thể nào cảm nhận được linh khí đang yên lặng tái tạo, chẳng qua tốc độ của nó cực kỳ thong thả, như có như không. Diệp Tố bước lên cầu thang đi lên tầng 7, chỉ mới bước đầu tiên nàng liền cảm thấy có vô tận uy áp đè lên trên vai, nặng như thái sơn, khiến nàng một bước cũng khó mà nhấc được. Vốn dĩ du phục thời đứng ở bên cạnh nàng, trong lúc không chú ý thì bất giác đi lên tiếp một bậc thang, phát hiện Diệp Tố vẫn còn ở phía sau nên theo bản năng dừng lại chờ nàng. Diệp Tố rũ mắt nhìn sàn cầu thang một lát, ngẩng đầu đứng dậy, hoàn toàn không màng đến thương tổn do uy áp tạo thành, nàng điều khiển linh lực vận chuyển đến cực hạn, nhìn Du Phục Thời cười nói tiểu sư đệ, đệ đi trước dẫn đường đi. Du Phục Thời lúc này mới tiếp tục đi về phía trước, Diệp Tố theo ở phía sau không nói một lời, chỉ có âm thanh xương cốt gãy vỡ khiến người khác ê răng cách chốc lát lại truyền đến. Du Phục Thời vẫn đi ở đằng trước, không hề xoay người hay quay đầu lại chỉ là vẫn luôn duy trì khoảng cách một bậc thang với diệp tố nàng đi thì hắn đi nàng ngừng thì hắn liền ngừng mãi đến khi bước xong bậc thang cuối cùng du phục thời cũng không hề quay đầu lại mà cứ thế đứng ở tại chỗ uy áp mỗi lúc một nặng nhưng tốc độ chữa trị kinh mạch của diệp tố cũng càng lúc càng nhanh mấy bậc thang cuối cùng ngược lại không có gian nan như ban đầu tuy nhiên lại có một chuyện ngoài ý muốn lúc trước mỗi khi bước lên đến trên lầu thì uy áp sẽ ngay lập tức biến mất nhưng tới tầng thứ bảy thì uy áp vẫn còn đó, không chút nào suy giảm. Ta lên đến rồi, Diệp Tố đứng ở sau lưng Du Phục Thời nói. Lúc này Du Phục Thời mới xoay người nhìn nàng, tầm mắt hắn dừng trên sương quai xanh của Diệp Tố, nơi này của ngươi gãy rồi. Diệp Tố cúi đầu, tập trung linh lực nối lại xương quai xanh, đã tốt rồi. Hai người đi về phía trước thì chỉ thấy một mảnh trắng xóa, khi bước vào làn sương trắng đó thì cảnh tượng tức khắc liền thay đổi, bên trọng đầy áp yêu thú lục dai, thậm chí còn có không ít thất dài yêu thú. Nếu mai cử nhân và nhan hảo ở đây thì sẽ có thể phân biệt ra số yêu thú này chỉ là ảo ảnh, chẳng qua ảo thuật này cực kỳ cao siêu, khiến người khác cứ tưởng nó là thật, thậm chí thịt vụn rơi vãi trên đất, nội tạng, mùi tanh tươi, tất cả đều rất chân thật. Diệp Tố phóng mắt nhìn ra xa, cầu thang đi lên tầng 8 nằm ở ngay giữa tầng 7, nàng thấy được lục trầm hàn đang cầm thất tuyệt kiếm trong tay, nhưng lúc này kiếm linh đang thoát khỏi kiếm, bọn họ đang cố gắng muốn lên cầu thang để lên tầng 8. Cốc Lương Thiên và Dịch Huyền cũng ở đây, chẳng qua mục tiêu của hai người không phải là cầu thang lên lầu trên. Thời gian của bọn họ không đủ, nếu đổi thành những năm trước thì trình độ của họ chắc chắn nằm trong ba người đứng đầu, ít nhất sẽ có thời gian 3 tháng trở lên để rèn luyện, nhưng hiện giờ chỉ có vẻn vẹn một tháng. Thế nên thay vì lãng phí trên cầu thang thì không bằng cứ lưu lại lầu bảy lấy chiến đấu bồi đắp năng lực. Trong tay dịch huyền nắm trọng minh đao, Trọng Minh Đao Linh cũng ở kế bên người, hai người kề vai chiến đấu, đối phó yêu thú chung quanh. Dịch huyền thậm chí ngẫu nhiên còn lật lật đao phổ, thực hành ngay tại chỗ, phát huy vô cùng nhuần nguyễn đức tính học tới đâu thực hành tới đó của Diệp Tố khi đối kháng với cốc lương tiên trước kia. Ta muốn lên tầng tháp thứ 8, Diệp Tố nghiêng đầu nhìn du phục thời, cùng đi chứ. Du phục thời mở tay ra, khớp huyết kiếm vẫn luôn lơ lửng giữa không chung liền vâng lệnh bay đến trong lòng bàn tay hắn, dù phục thời rút khắp huyết kiếm ra khỏi lớp vỏ cổ bạc, một tiếng kiếm minh hưng phấn vang lên, khiến Diệp Tố không khỏi nhớ tới tiếng rú kỳ quái của hồng y kiếm linh lúc trước. Kiếm linh này vẫn nên ở trong kiếm thì tốt hơn, nhìn có vẻ không giống là một kiếm linh tốt, chỉ sợ sẽ dày hư tiểu sư đệ. Hai người một trái một phải, lưng tựa lưng, cùng nhau tiến về phía trước. Ở tầng thứ năm, Ninh Tiền Giao trăm cây ngàn đắng mới bỏ lên tới, quả nhiên không còn người nào ở đây nữa, nàng ta cắn môi nhìn tầng 6, uy áp trong tháp áp xuống người nàng ta đột nhiên tăng nhiều, không biết có thể đi lên được hay không. Cuối cùng Ninh Thiền Giao vẫn quyết định đi lên trên, nàng ta chỉ mới đi được bốn bậc thang liền đã sắp chịu không nổi, ngã ngồi xuống, hốc mắt phiếm hồng, oán hận đối với Diệp Tố một lần nữa tăng lên. Lúc này, Ninh Thiền Giao bỗng nhiên cảm thấy linh phủ của mình ấm áp, cảnh giới chợt tăng lên cao. Hóa thần kỳ, mà lại không phải trải qua lôi tiếp ninh tiền giao kinh nghỉ đứng lên nhất định là do nhờ cảnh giới của giản hồ tăng lên nên đã mang theo nàng ta cùng tiến giai nàng ta thậm chí không cần phải ứng phó lôi kiếp khó trách trước kia ai cũng muốn ký khế ước cộng sinh với yêu nàng ta cảm thấy rất vừa lòng với chỗ tốt của khế ước cộng sinh về sau chờ khi giản hồ hoàn toàn khôi phục vậy nàng ta sẽ ánh mắt ninh tiền giao lập lòe nỗi sợ mấy người diệp tố bắt đầu giảm bớt tiếp theo đó nàng ta tiếp tục bước lên tầng 6. Lúc này Ninh Tiền Giao cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tuy rằng uy áp vẫn không hề nhỏ nhưng vẫn có thể chịu được. Khi bước lên cầu thang nàng ta đã nghĩ bản thân sẽ hấp thu linh khí thế nào, tu luyện ra sao, trước khi vào tháp nàng ta đã nghe Lục Trầm Hàn nói qua, tầng thứ sau là nơi có linh khí nồng đậm nhất toàn tu chân giới, nếu linh phủ không thể tiêu hóa được thì có thể sẽ nổ tan xác. Nhưng nàng ta có khế ước cộng sinh với giản hồ, không gian linh phủ cũng vì thế mà có thể chia sẻ cho nhau Lầu 6 đúng là Donny đóng giày làm ra cho nàng ta mà Ninh tiền giao rốt cuộc có thể bước lên lầu 6 Nàng ta giang rộng hai tay Muốn cảm nhận nơi được xưng là linh khí nồng đậm nhất tu chân giới là như thế nào Nàng ta nhắm hai mắt lại Hít một hơi thật sâu Cảm thụ một lát Đây là linh khí đậm đặc nhất đó sao Sao chẳng khác nào không khí trơn tuột Một lúc sau ninh tiền giao rốt cuộc mở mắt nàng ta nhìn tầng thứ sáu trống rỗng, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, cảm giác này cực kỳ tương tự khi ở thiên cơ môn, cái gì mà linh khí nồng đậm, đây rõ ràng là. Linh khí khô cạn, ngại quá, cô tới chậm rồi, liên liền ngồi trên một đầu tường cách đó không xa, linh khí ở đây đã bị chúng ta dùng sạch. Sắc mặt ninh thiền giao trở nên cực kỳ khó coi, nàng ta hao hết tâm tư để đi lên, vậy mà cả một tầng linh khí lại toàn bộ biến mất không đợi liên liên mở miệng chào phúng thêm vài câu, Ninh Tiền Giao đã bước nhanh lên cầu thang lên lầu 7, nàng ta không thể để Diệp Tố độc chiếm tài nguyên được. Cảnh giới của nàng ta, Chu Vân nhíu mày, sao lại tăng lên, nàng ta tìm được đan dược gì ở tầng thứ tư sao? Nàng ta trước kia là nguyên anh hậu kỳ đỉnh, tiến giai sẽ vào hóa thần kỳ, nhưng mọi người ở tầng 6 không hề cảm giác được có lôi kiếp đánh xuống. Hẳn là không phải, liên liên nói, Nghe nói Hồ Vương sau khi đến Vạn Phật Tông dưỡng thương đã khôi phục lại phần nào, hai người này lại ký khế ước cộng sinh nên cảnh giới của nàng ta chắc là vì thế cũng tăng lên theo. Lầu 7, sau khi Lục Trầm Hàn nhìn thấy Diệp Tố và Du Phục Thời lên tới thì lần thứ hai đẩy nhanh hơn tốc độ chạy đến chỗ cầu thang. Dịch Huyền tuy rằng không đi lên nhưng hắn cố ý dọn ra một con đường cho Diệp Tố cùng Du Phục Thời. Đa Tạ Sư Đệ, Diệp Tố chạy nhanh đến. Đại Sư Tỷ Dịch huyền ở đằng sau hô một tiếng, thấy Diệp Tố quay lại nhìn thì nói. Đừng để lục trầm hàn đi lên trước tỷ. Dịch huyền không thích lục trầm hàn, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã không thích, không vì bất kỳ lý do gì, chuyện này hắn chưa từng nói với ai. Cho đến hiện tại, tất cả các đệ tử tiến vào luân truyền tháp chỉ mới đến tầng thứ 8, chưa bao giờ có ai bước lên tầng thứ 9. Lục Trầm Hàn vừa bước lên bậc thang đầu tiên để lên tầng thứ 8 liền không ngờ được hai gối khuỵu xuống ngay tắp lự uy áp trực tiếp ép hắn quỳ xuống, hắn chống thất tuyệt kiếm xuống sàn cầu thang, kiếm linh lúc này đã trở lại vào kiếm, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục, mãi cho đến khi Diệp Tố và Du Phục thời bước đến cầu thang thì hắn chỉ mới đi lên được bốn bậc. Lần này Diệp Tố đi trước, Du Phục thời theo sau, khi lên lầu bảy nàng đã cơ bản nắm được quy luật chữa trị của cửu truyền hồi hồn đan đối với kinh mạch. Hiệu quả tốt nhất sẽ là khi thân thể xuất hiện báo hiệu tổn thương thì bắt đầu chữa trị ngay. Diệp Tố chậm rãi cất bước đi lên, Tư thái như tản bộ trong sân vắng, nếu không phải thanh âm nứt xương thường xuyên vang lên thì thật sự nhìn không ra có bất luận vấn đề gì. Cửu truyền hồi hồn đan mang đến sinh cơ cho Diệp Tố, giúp nàng có thể chữa trị gân cốt thân thể với tốc độ nhanh nhất, chỉ cần chịu được đau đớn do uy áp mang lại thì sẽ có thể tiếp tục đi lên trên. Khi Lục Trầm Hàn đi đến bậc thang thứ bảy thì Diệp Tố rốt cuộc đuổi kịp hắn, nàng đứng bên cạnh Lục Trầm Hàn, cố ý chào phúng hắn một câu bất quá cũng chỉ như vậy. Ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đệ nhất nhân của thế hệ tu sĩ trẻ tuổi Lục Trầm Hàn đã bao giờ chịu qua nỗi nhục nhã như thế này. Hắn lập tức muốn đứng lên, nhưng uy áp quá nặng, vừa mới đứng lên một lát lại quỳ dạp xuống ầm ầm. Ngược lại Diệp Tố thế nhưng vẫn còn có thể thẳng lưng, tiếp tục bước lên trên. Lục Trầm Hàn nghiến chặt răng, hắn không rõ vì sao, chỉ với mấy tên vô danh tiểu tốt không biết nhảy ra từ đâu này mà lại có thể hủy hoại hết thảy mọi thứ của hắn. Trước tông môn đại bị hắn vẫn là người có thiên phú đệ nhất trong nhóm tu sĩ thanh niên, kiêu ngạo không ai bị kịp. Hiện giờ không những bị người hạn chế nhiều mặt, ngay cả thư uy áp còn con này hắn cũng không chống lại được sao. Lục trầm hàn đứng lên, hai mắt hắn sung huyết đỏ ngầu, hắn muốn duy trì tôn nghiêm của bản thân, muốn tiếp tục đi lên kéo diệp tố xuống, lại không ngờ rằng, du phục thời ở phía sau đã đi lên tới nơi, bỗng nhiên xoay người vươn ra một chân, đá hắn xuống dưới. Lục trầm hàn không hề có phòng ngừa, ăn trọn một chân, trực tiếp lăn lông lốc xuống cầu thang. Vừa lúc cốc lương tiên đang đối chiến với yêu thú ở gần đó, hắn nhìn thấy rõ ràng rành mạch cả quá trình từ khi du phục thời dơ chân lên đến lúc đá người xuống, trong lòng liền thắt lại, hắn có bóng ma tâm lý không nhỏ với du phục thời. Sau đó cốc lương tiên lại nghe thấy du phục thời nói với Diệp Tố, hình như hắn không cẩn thận hụt chân lăn xuống rồi. Tân Phật tử, thực lực quá kém. Diệp Tố cũng không hề che giấu âm thanh của mình. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, nhưng Lục Trầm Hàn lại một hai muốn tuyệt đường của mọi người, hiện giờ cũng chỉ châm chọc hắn vài câu, Diệp Tố đã cảm thấy bản thân đáng phát huy chân, thiện, mỹ của thiên cơ môn rồi. Chương 143 Kim Hải Lôi Vân, càng lên cao uy áp càng lớn, hiện giờ hướng lên tầng thứ 8 mỗi bước đều cần phải hao phí tâm lực cực đại, thế mà du phục thời lại dễ như chờ bàn tay đá một chân tiêu sái giống như uy áp chẳng có tác dụng gì với hắn vậy. Mặc dù lục trầm hàn phát hiện ra nhưng hắn không thể nào có thể nhanh chóng phản ứng lại kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn du phục thời đá mình xuống cầu thang. Cảm giác trong khoảnh khắc hắn ngã xuống không phải là phẫn nộ mà ngược lại là mờ mịt, hắn không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy lại xảy ra. Những người khác có thể không biết rõ nhưng lục trầm hàn hắn ở trước khi tông môn đại bị diễn ra đã có hiểu biết không ít về luân truyền tháp. Theo quy định, các đại tông môn không được lộ ra quá nhiều tin tức về luân chuyển tháp cho các đệ tử tham gia tông môn đại bỉ, nhưng tàng thư các của quân luân lại chiếm cứ cả một tòa phong đầu, Lục Trầm Hàn đọc được các tin tức từ trong thư thì cũng không tính là sáu phạm. Tu sĩ cảnh giới càng cao càng cần phải cường hóa thần thức của bản thân, mục tiêu đến luân chuyển tháp lần này của hắn chính là để rèn luyện thần thức trong lôi hải, biển lôi ở tầng thứ 8, nếu có thể, sau đó sẽ bước lên tầng thứ 9, nhìn thử xem tầng tháp chưa một ai từng đặt chân lên được trông như thế nào nhưng mà hiện tại lục trầm hàn lại ngã xuống từ cầu thang lên lầu 8, uy áp gấp bội, khả năng có thể lên tầng 8 thẳng tắp rơi xuống, cơ hồ là bằng không. Có một con yêu thú nhào về phía lục trầm hàn, lục trầm hàn nửa quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp, mặt vô biểu tình nắm chặt thất tuyệt kiếm chảm về phía sau một nhát, kiếm ý cuồng bạo lục giai yêu thú ở gần quanh hắn đều bị trực tiếp chém thành hai nửa. Hắn chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên phía trên cầu thang, Du Phục Thời và Diệp Tố vẫn đang tiếp tục bước lên từng bước, trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn hiện lên một tia âm u, hắn vung kiếm lên hung hăng chém vào cầu thang. Dịch huyền vốn đang quần ẩu với yêu thu thấy vậy liền cả kinh, nhưng cũng chạy đến không kịp. Keng! Điều không một ai ngờ tới chính là, một kích toàn lực của hóa thần sơ kỳ lục trầm hàn lại không thể đả thương mảy may đến cầu thang, trong nháy mắt thất tuyệt kiếm động đến cầu thang thì chỗ tiếp xúc liền bộc phát ra một luồng bạch quang chói mắt, chả ngược khiến lục trầm hàn vang ra xa. lúc này diệp tố cùng vừa đến chỗ ngoặc của cầu thang, nàng giơ tay lau đi máu mũi đang không ngừng chảy ra. nhưng đầu nhìn lục trầm hàn bị đánh bay vào giữa đàn yêu thú, loại chuyện này một hai lần là đủ rồi. lúc trước khi xuống lầu một nàng đã xem xét kỹ càng trận pháp trên cầu thang, người lên cầu thang thành công có thể đứng ở phía trên động thủ với cầu thang, tuy nhiên người nào còn chưa lên được lại đứng ở dưới ra tay với cầu thang thì sẽ ngay lập tức chịu phản phệ thực ra trong nguyên tắc Diệp Tố chưa bao giờ đọc thấy Lục Trầm Hàn dùng loại thủ đoạn này đối phó người khác, dù sao cũng không có ai vượt qua hắn. Có một loại người khi đứng ở địa vị cao mới có thể ra vẻ quang minh lỗi lạc, chính nhân quân tử, nhưng một khi rơi vào hoàn cảnh bất lợi liền bắt đầu không từ thủ đoạn. Kiếm ý mà Lục Trầm Hàn tung ra toàn bộ phản phệ lại trên người hắn, hắn ngã vào giữa đàn yêu thú, hộc ra một mồm máu to, thất tuyệt kiếm linh từ trong kiếm bay ra tới, thế hắn ngăn cản yêu thú tấn công. Cách đó không xa cốc lương liên âm thầm nhích xa khỏi cầu thang, nhìn thấy lục trầm hàn chật vật khiến phẫn nuốt trong lòng hắn tựa hồ cũng giảm đi không ít. Cảm giác có người đồng hành cùng nhau thất bại giúp khúc mắc trong lòng hắn giải tỏa bớt rất nhiều. Không còn người gây trở ngại, toàn bộ sự chú ý của Diệp Tố đều tập trung ở việc leo tháp, mỗi một bước của nàng đều đi được cực chậm, nàng ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn du phục thời, thấy hắn không có chút cố sức nào cũng không hề kinh ngạc, tiểu sư đệ dù sao cũng từng là đại năng có thể sáng lập ra giới. Chỉ là một đoạn cầu thang ngắn, tổng cộng chưa đến 20 bậc thang, vậy mà Diệp Tố dành ra cả ngày trời mới đi hết được, đạo bào trên người nàng hết ướt rồi lại khô, khi nàng vừa bước lên bậc thang cuối cùng thì uy áp cực nặng trực tiếp đè nàng quỳ xuống ngay tại chỗ. Hai đầu gối của Diệp Tố dáng thật mạnh xuống bậc cầu thang cuối, hai tay nàng chống ở hai bên người, mồ hôi tuôn như suối trên thái dương, nhìn kỹ sẽ thấy mồ hôi của nàng lúc này có một màu đỏ nhạt, đó là do áp lực quá lớn, cơ thể chữa chỉ có chút không kịp dẫn tới máu từ trong người thẩm thấu ra tới. Dù phục thời thấy Diệp Tố quỳ xuống thì theo bản năng duỗi tay ra, tuy nhiên bàn tay còn chưa chạm đến vai nàng thì lại lặng lẽ thu trở về, an tĩnh đứng ở phía sau. Không biết đã quỳ qua bao lâu, Diệp Tố mở ra đôi mắt sung huyết, nàng cúi đầu nhìn bậc thang cuối cùng, ở trên nó có hai dấu năm ngón tay rõ ràng, hoạt nhìn có vẻ như là dấu vết của ai đó cũng đã từng vận hết sức lực chống lại uy áp như nàng. Linh lực trong cơ thể Diệp Tố không ngừng lưu truyền, ngay cả thần thức cũng đều bắt đầu che chở các kinh mạch, nàng cắn răng chậm rãi thẳng lưng, cuối cùng buông tay ra, chậm chậm đứng lên. Thân thể nàng lắc lư, hai chân run run, nhưng vẫn kiên định bước lên tầng thứ tám. Bên ngoài luân chuyển tháp, bước lên đi, từ trình ngọc nhìn hai điểm sáng trên hư ảnh, Bàn tay nắm chuôi kiếm trong vô thức cũng siết chặt, cầm lòng không động mà hô ra tiếng. Tầng thứ 8, số người có thể bước lên tầng này ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay. Ai cũng nhìn ra được hai điểm sáng đang hướng lên tầng 8 là Diệp Tố và Du Phục thời. "Huynh đang làm gì vậy?" Trình Hoài An từ phía sau Mã Tòng Thu bước tới hỏi. Mấy ngày trước Mã Tòng Thu vẫn luôn rất kích động, âm thanh nói chuyện lại cao, vài lần khiến cho nhóm đại tông chủ không nhịn được mà ghé mắt nhìn lại hiện giờ thời điểm mấu chốt nhất ngược lại không thấy hắn lên tiếng, cúi đầu không biết đang làm cái gì. Ta đang đưa tin cho mấy người minh lưu Sa, mã tòng thu ngừng đầu, đôi mắt thậm chí còn đỏ hoe, bọn họ đi đến hiện tại thật không dễ dàng. Trình Hoài An, ai không biết sợ là sẽ tưởng Mã Tòng Thu là người thiên cơ môn. Có mất mặt không hả? Tân thẩm chi chụp một bàn tay lên đầu Mã Tòng Thu, nói xong ông lại ngửa đầu nhìn hai điểm sáng trên hư ảnh, chỉ cần mấy người Diệp Tố bình yên vô sự trường thành, thế quật khởi của thiên cơ môn tất không gì có thể cản được. Khoảnh khắc Diệp Tố đặt chân lên tầng thứ 8, khắp nơi một mảnh kim quang trói mắt, nàng theo bản năng giơ tay lên che mắt lại, sau một lúc mới chậm rãi thích ứng được. Là lôi hải thần thức. Toàn bộ tầng thứ 8 được bao phủ bởi một mảnh sóng biển kim quang quay cuồng. Trong không trung không ngừng có tia sáng kim sắc hiện lên, lôi quang sương mù hỗn độn tạo thành từng tia lôi dáng xuống chấn động, khiến nhân tâm đứng dưới vùng biển cuồn cuộn không khỏi sinh ra sợ hãi. Thức hải trong linh phủ diệp tố sôi trào, cơ hồ cùng điên cuồng kích động theo lôi hải của tầng thứ 8. Bất quá lực chú ý của nàng lại không đặt ở đây mà nàng đang chăm chú nhìn toàn bộ kim quang lôi hải. Nơi này, không có cầu thang thông lên tầng thứ 9, thoạt nhìn tầng thứ 8 này đã là đỉnh tháp. Rõ ràng khi nhìn ở bên ngoài, luân chuyển tháp có 9 tầng. Hiện tại, Vô luận diệp tố nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, vẫn là như cũ chỉ có 8 tầng. Nghĩ mãi không ra, cũng chỉ có thể tạm thời lưu lại tầng thứ 8, diệp tố và du phục thời đi vào giữa kim quang lôi hải, vừa tiến vào liền bị xét đánh. Lôi này có chút khác với lôi tiến dai, nó chỉ chuyên nhầm vào thần thức trong linh phủ mà đánh, mỗi lần nàng bị bổ chúng đều bị hoàng thần hồi lâu. Diệp tố tìm trong lôi hài một lát vẫn không tìm thấy tầng thứ 9 đâu, cuối cùng quyết định tạm thời lưu lại tu luyện nàng nhập định giữa biển kim lôi, nàng ngồi đà tỏa lơ lửng trên không. những tia lôi đó như là các mập người được mùi máu, tất cả đều dáng thẳng xuống người Diệp Tố. Linh phủ của Diệp Tố bị đánh đến chỗ này một khối đen, chỗ kia một khối đen. Thức Hải càng là bị tia lôi đánh vào rào đến long trời lở đất. Thần thức của nàng chạy trốn khắp nơi nhưng cũng đều trốn không thoát vận mệnh bị xét đánh. Tương phản là Du Phục thời lại hoàn toàn không hề bị một tia lôi nào ghé thăm. hắn vốn dĩ học theo Diệp Tố cũng đà tỏa giữa những đám mây bập bình, nhưng tư thế này lại không thoải mái lắm. Tiểu sư đệ kiên chỉ hai ngày liền trực tiếp nằm dài ra, hắn nằm trên một cụm mây lóe kim quang, gối đầu lên chân diệp tố ngủ ngon lành. Mặt khác, khấp huyết kiếm không có ai để ý cứ thế nhảy tới nhảy lui đuổi theo lôi trong lôi hải khắp tầng thứ tám. Lôi này đánh vào trên thân kiếm tê tê dại dại, nó thích nhắm. Một tháng thời gian trôi qua, trừ ba người đứng đầu, những người khác đều tự động trở về tầng thứ nhất. Ninh Thiển Giao mím môi đứng ở phía sau cùng, nàng ta đã bước được lên tầng thứ bảy, nhìn thấy Lục Trầm Hàn, hai người lại một lần nữa tụ họp, ai cũng không lên tiếng giải thích. Hai người muốn bước lên tầng thứ tám, nhưng đều không chịu nổi uy áp của tháp, Lục Trầm Hàn cố chấp tìm mọi cách để đi lên trên, Ninh Thiển Giao sau khi thử qua một lần liền lui xuống dưới, thời gian của nàng ta không nhiều lắm nên lưu lại tầng thứ bảy chiến đấu với yêu thú pháp bảo trên người nàng ta đã dùng không còn mấy, Ninh Thiền Giao cũng không phải lúc nào cũng có thể lấy ra pháp bảo mới, rõ ràng bản thân đã lên tới hóa thần kỳ nhưng đối phó với lục dài yêu thú lại có chút cố sức. Đụng phải thất dài yêu thú càng là không cách nào chống cự, đều nhờ dịch huyền vài lần thế nàng ta chặn lại. Mọi người tụ tập ở lầu một, chờ đại môn mở ra, lúc này Ninh Thiền Giao chợt tiến lên vài bước, đứng bên cạnh dịch huyền, nhẹ giọng nói, sư huynh, mấy ngày nay cảm ơn huynh. Dịch huyền ôm trong minh đao, mắt nhìn thẳng về phía cửa tháp, đại sư tỷ hẳn là vẫn còn có việc tìm muội đó. Sắc mặt ninh tiền giao trong nháy mắt liền trắng nhợt. Sao thấy người có vẻ đẹp hơn trước vậy? Liên liên đánh giá mai cửu nhân từ đầu xuống chân nói. Hình như ta đã ăn phải một viên mỹ nhan đan. Mai cửu nhân vén tay áo lên, để cho nàng xem cánh tay trắng bóng như trứng gà luộc của mình. Trước kia ở đây có một vết thương do nọc độc của bát sai thiềm thú con cóc ăn mòn, nhưng mà hiện tại đã biến mất rồi. Bát giai, liên liên nhíu mày, đụng phải cấp bậc yêu thú cỡ này thì không phải tu sĩ bình thường có thể đối phó. Đồng dạng nọc độc, độc của nó cũng không phải đan dược bình thường có thể tiêu trừ. Là yêu thú do tông môn chúng ta nuôi, lúc ta cho nó ăn không cẩn thận bị thương. Mai cử nhân vui vẻ nói, nhiều năm qua mãi vẫn chưa tìm được cách nào để loại trừ độc tố, lưu lại đan tầng thật không sai mà. Liên liên lắc đầu, chấp niệm với cái đẹp của hợp hoan tông quả thực đã khắc vào trong xương tùy. Khi mọi người đang trò chuyện thì cửa lớn của tháp bỗng nhiên mở ra. Ra rồi, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, bảy người ở lầu một nghe thấy từng trận âm thanh xôn xao vang lên. Bảy người bước ra khỏi tháp, các vị tông chủ liền nhìn bọn hắn chầm chầm, hiển nhiên đều đang muốn biết chuyện gì đã xảy ra bên trong, nhưng vì ngại các tông chủ khác ở xung quanh nên không một ai lên tiếng trước các đệ tử mang theo thứ gì ra ngoài? Phong Trần Đạo Nhân hỏi. Đồ vật lấy ra từ luân truyền tháp đều có cảm ứng, trong nháy mắt cửa lớn của tháp mở ra, nếu có người lén lấy nhiều hơn một món đồ thì tất cả đồ vật trên người của kẻ đó sẽ tự động quay về chỗ cũ. Bảy người lần lượt lấy ra đồ vật của mình. Ánh mắt của các tông chủ dừng trên tay mai cửu nhân, đồ hắn đem ra là một viên phục nguyên đan cực phẩm, đan dược này tốt thì có tốt nhưng tác dụng với tu sĩ không quá lớn, chủ yếu là để yêu dùng không ngờ đệ tử hợp hoan tông lại rất biết suy nghĩ cho tông phái tông chủ vạn phật tông nhạc kỵ nói ai cũng đều biết giản hồ là hồ vương người hắn đang mang thương tích viên phục nguyên đan cực phẩm này ngay cả đan tông đều không có hợp hoan tông nếu là đưa cho giản hồ thì cũng coi như có ân với hắn đây là của diệp tố cốc lương thiên bỗng nhiên lên tiếng vừa nghe thấy lời này của hắn thì tông chủ vạn phật tông theo bản năng nhíu mi Cốc Lương Thiên tuy đã lập khế ước không nói bất cứ điều gì về chuyện của Du Phục thời, nhưng khế ước cũng không cấm nói về Diệp Tố. Hắn nhìn về điểm sáng trên tầng 8, Diệp Tố đã ăn cửu chuyển hồi hồn đan. Không ngoài dự đoán, các tông chủ đều ngây ngẩn cả người. Cô nhóc đó tìm được cửu chuyển hồi hồn đan, tông chủ Đan tông vội vàng tiến lên một bước hỏi Cốc Lương Thiên, Diệp Tố tìm thấy nó ở đâu? Nhiều năm như vậy vẫn chưa có một ai tìm được cửu chuyển hồi hồn đan thậm chí còn có người cho rằng đoạn miêu tả về cửu truyền hồi hồn đan trong tổ điển của đan tông là không có thật. Trong tay nắm của một ngăn tủ, cốc lương thiên rũ mắt, người bình thường tất nhiên không cách nào phát hiện ra được. Ai có thể nghĩ đến một cái tay nắm lại có dấu đan dược bên trong, tuy nhiên tay nắm đó lại còn có hình dạng của một đan lô, đan dược được đặt bên trong đó tuy rằng ngoài dự đoán của mọi người nhưng lại cũng phù hợp với lẽ thường. Không riêng gì tông chủ đan tông mà các vị tông chủ khác, ngay cả phong trần đạo nhân trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, cửu truyền hồi hồn đan vậy mà lại thật sự tồn tại. Ninh Tiền Giao đứng ở phía sau, thấy biểu tình của mọi người thì không khỏi cắn chặt môi, Diệp Tố hẳn là đã ăn một viên đan dược cực kỳ chân quý. Lúc nàng ta ở tầng thứ tư vậy mà không phát hiện ra được. Ăn đều đã ăn rồi, tông chủ hợp hoan tông thở hắt ra một hơi, cũng coi như chứng minh tổ điển của đan tông không hề ghi sai. Ít nhiều may mắn đã ăn luôn ở bên trong tháp, nếu đan dược này được lấy ra tới thì ngay cả bà cũng sợ sẽ không nhịn được mà động tâm. Tác giả có lời muốn nói. Khớp huyết kiếm, lôi mắt xa thiên nhiên, còn muốn nữa, hương phấn chấm dây di. Chương 144 Cấm trận Mọi người từ trong tháp ra tới hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, dịch huyền ở tầng 7 không ngừng nghỉ đối chiến với yêu thú lục, thất dai, hơi thở trên người càng thêm lạnh thấu xương nếu cho hắn thêm hai tháng giới gian thì ra tới nhất định sẽ càng mạnh hơn hiện tại. Cốc lương tiên lại khôi phục bộ dáng trách trời thương dân, trong lòng bình tĩnh trước nay chưa từng có. Ngay cả lục trầm hàn đều lật xe, hắn cũng không có gì đáng phải u uất. Tất nhiên mọi người ở đây không bao gồm ninh tiền giao, nàng ta chẳng rèn luyện được gì, đồ vật lấy ra khỏi tháp cũng chỉ là một kiện pháp bảo, thậm chí còn không lợi hại bằng những pháp bảo trong tay nàng ta trong lòng Ninh Tiền Giao bực bội bất an, nàng ta sợ hãi Diệp Tố và Du Phục thời gian tới, nếu bọn họ không ra được thì tốt biết bao. Chuyện cửu truyền hồi hồn đan khiến người kích động nhất không ai khác ngoài tông chủ đan tông, cho đến bây giờ ông vẫn không cách nào bình tĩnh lại được, lẩm bẩm nói sao lại ăn luôn vậy. Ông còn muốn được thấy bộ dáng của cửu truyền hồi hồn đan, có lẽ còn có thể phân biệt được một vài thành phần trong đó. Tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ hỏi dịch huyền, trọng minh đao hóa linh ư trong lòng ninh tiền giao nhảy dựng, nàng ta gục đầu xuống, ánh mắt hoảng loạn. Dịch huyền gật đầu, tay giơ lên đao, trọng minh liền từ bên trong bay ra, lễ phép gật đầu với mọi người, dù cho đối mặt với các đại tông chủ cũng không hề sợ hãi. Ta vẫn luôn cho rằng trọng minh đao không thể hóa linh. Phong trần đạo nhân nhìn về phía thanh đao trong tay dịch huyền, trong quá khứ ai cũng đều nói trọng minh đao có khiếm khuyết, tuy có linh ý thức nhưng lại vô pháp hóa linh. Có thể hóa linh, Dịch huyền chỉ nói một câu như vậy. Lúc ấy Mai cử Nhân ở tầng thứ tư, Cốc Lương Thiên ở tầng thứ sáu, không biết chuyện gì đã xảy ra, những người còn lại đều không phải người lắm miệng nên cũng không ai nói thêm gì. Bên trong tháp có duyên kỳ ngộ gì đã khiến trọng minh đao hóa linh sao? Phong Trần Đạo Nhân tiếp tục hỏi. Vâng, Dịch Huyền cũng chỉ đáp một câu rồi thôi. Chuyện du phục thời và ninh tiền giao chờ sau khi Diệp Tố ra tới sẽ xử lý, Dịch Huyền không muốn nói trước cho bất cứ ai phong trần đạo nhân gượng lại một chút, cuối cùng không tiếp tục hỏi nữa. Tầng thứ 8, khắp huyết kiếm vẫn còn đang đuổi theo lôi khắp nơi. Dù phục thời nằm trên đùi diệp tố ngủ mấy ngày, rốt cuộc có chút nhàm chán ngồi dậy, hắn ngồi ở bên cạnh, nhưng đầu nhìn diệp tố xuất thần. Sắc mặt của diệp tố cũng không tốt lắm, đầu đầy mồ hôi, sau lưng cũng ướt một mảnh, những đạo lôi đó từng đạo một chuẩn xác bổ xuống người nàng, đánh vào trong cơ thể có đôi khi thần thức của Diệp Tố không chịu khống chế mà tràn ra, nhưng không bao lâu sau lại bị thu trở về. Dù phục thời lại nằm xuống chân nàng, ngẫu nhiên vươn đầu ngón tay chạm vào những đạo thần thức vụn vặt, hắn ngửa đầu nhìn Diệp Tố hồi lâu, có chút tham luyến độ ấm trên người nàng. Hắn nghĩ nghĩ một lát, đoạn cười ra vụ sát hoa đang đeo trên cổ tay, thật cẩn thận mang lên tay Diệp Tố, sau đó lại hóa ra bản thể, quấn vài vòng trên tay nàng. Tiểu hắc xà lười biếm quấn trên cổ tay đại sư tỷ, đuôi nhỏ còn khẽ nhích lên, đầu cỏ cọ lên mu bàn tay nàng vài cái sau đó liền dựa vào đó không nhúc nhích nữa. Giờ phút này Diệp Tú đang dùng thần thức dẫn lôi, để chúng nó tạc lớn diện tích thức hải ra. Số lôi này chuyên môn đánh vào thần thức của nàng, nơi nào có nhiều thần thức liền nhỏ xuống đó, thần thức bị thương so với thân thể càng nghiêm trọng hơn, mỗi một phần đau đớn đều thấm đến trong cốt tủy, ngân mạch. Diệp Tố từ trước đến nay không phải là một người sẽ lãng phí, những thần thức kim lôi này tới cũng tới rồi, không thể cứ thế tới không, phải lưu lại thứ gì đó mới được. Nàng liền dẫn dắt thần thức đang quay cuồng trong thức hải khẽ tràn ra biên, khiến những tia lôi đó thay phiên tạc rộng diện tích của thức hải trong linh phủ. Việc này không hề khó mà chỉ là phải ở trong cực hạn đau đớn thao tác thức hải một cách chính xác, chịu đựng đau khổ khi thần thức và linh phủ song song bị xét đánh mà thôi. Trong linh phủ, Thần thức Diệp Tố hóa thành Diệp Tố mini dẫn đường cho kim quang lôi đánh xuống, bỗng nhiên Diệp Tố mini như có cảm giác, cúi đầu nhìn cổ tay phải của mình. Cảm giác quen thuộc này, tiểu sư đệ hóa bản thể. Trong lòng Diệp Tố có chút đáng tiếc không thể tận mắt thấy tiểu sư đệ hóa bản thể, nàng vẫn còn phải tiếp tục dùng những kim lôi này để rèn luyện thức hải. Khó có được cơ hội đến được nơi có thể rèn luyện thần thức, việc này đối với người có trời sinh thức hải như nàng quả thật là một sân huấn luyện tuyệt hảo ở tầng thứ bảy lục trầm hàn làm mọi cách vẫn không thể đi lên hết cầu thang để lên tầng thứ tám hắn ghé vào chỗ ngoặc của cầu thang ngồi đó không thể nhúc nhích hai người kia dễ như chờ bàn tay bước lên tầng thứ tám chuyện này khiến lục trầm hàn không cách nào chấp nhận được hắn vốn nên là đệ nhất nhân giành được đệ nhất ở tông môn đại bỉ leo tháp cũng nên là đệ nhất hiện giờ cái gì cũng đều không có trầm hàn thất tuyệt hiện ra từ kiếm nắm tay hắn chúng ta đi xuống Lục trầm hàn dùng chút sức lực còn sót lại hất tay nàng ta ra, đôi mắt đầy tơ máu nhìn thất tuyệt, ngươi cũng đánh không lại khớp huyết kiếm. Hắn là tà linh, thất tuyệt nhìn thanh niên đối diện có gương mặt quen thuộc nói, trầm hàn, ngươi muốn đi lên trước tiên cần phải đi xuống. Lục trầm hàn nhìn chằm chằm thất tuyệt, nghẹn ngào hỏi có ý gì. Tầng thứ bảy có giấu một cái trận pháp, thất tuyệt dùng một giọng khí âm thật nhẹ nói, là cấm trận mà thật lâu trước kia phụ thân ngươi và thánh nữ vạn Phật Tông đã cùng nhau thiết hạ. Cấm trận dùng máu của thánh nữ vạn Phật Tông, trong người lục trầm hàn có một nửa là huyết mạch của nàng ta, hẳn là có thể mở ra trận pháp. Lục trầm hàn tức khắc dùng thất tuyệt kiếm chống xuống sàn đỡ bản thân đứng dậy, người biết nó ở đâu sao. Thất tuyệt gật đầu, năm đó ta và phụ thân ngươi đã lên được tầng thứ 8. Thông qua cấm trận này, lục trầm hàn nhìn chằm chằm nàng ta hồi lâu, rốt cuộc đồng ý đi xuống. Thất tuyệt thay hắn loại trừ yêu thú xung quanh để lục trầm hàn có thời gian hồi phục, hắn nhìn về phía kiếm linh chỉ đến, đó là một góc hẻo lánh của tầng thứ bảy. Một người một kiếm mất hơn nửa tháng mới có thể từ trong đám yêu thú cao dài đi được từ chỗ cầu thang đến nơi có cấm trận. Lục trầm hàn nghe theo lời thất tuyệt, dùng kiếm cắt một đường qua lòng bàn tay, nhỏ máu xuống mặt đất. Trong nháy mắt máu rơi xuống, mặt đất liền ẩn hiện trận pháp, theo máu của Lục Trầm Hàn không ngừng rơi xuống, hoa văn cũng bắt đầu hiện rõ hơn, cho đến khi máu hoàn toàn điền đầy hoa văn trận pháp. Thật lâu sau, Lục Trầm Hàn nhíu chặt mày, không có phản ứng. Cần phải lấy nhiều máu hơn, thật tuyệt chắc chắn nói, dù sao cũng không phải là bản thân thánh nữ Vạn Phật Tông mà chỉ là con trai của nàng ta, trong cơ thể còn trộn lẫn một nửa huyết mạch của Lục Quyết. Lục Trầm Hàn nắm chặt bàn tay lại, khiến cho máu chảy càng mau hơn rốt cuộc cấm trận đại lóe hồng quang, ánh hồng quang không ngừng kéo dài cho đến tận cầu thang. Hiện tại đi theo đường sáng đi lên cầu thang, thất tuyệt nói, uy áp sẽ biến mất. Lục Trầm Hàn ngửa đầu, gương mặt âm u đã lâu rốt cuộc cũng vén bất mây mù, hắn huy kiếm chạm yêu thú đang sông tới, chạy thẳng đến cầu thang. Khi đến trước cầu thang hắn thoáng còn do dự, sau đó liền nhanh chóng chạy lên, quả thực không còn cảm nhận bất kỳ uy áp gì nữa. Không ngờ trong luân chuyển tháp lại có cất dấu cấm trận. Phụ thân và mẫu thân ta, hai người họ làm sao giấu được những người khác? Lục Trầm Hàn hỏi thất tuyệt. Năm đó lên tới tầng thứ bảy chỉ có hai người bọn họ. Thất tuyệt nhớ lại nói, cuối cùng hai người lên tầng thứ tám. Lục Trầm Hàn cúi đầu nhìn đường sáng của cấm trận dưới chân, mẫu thân hắn thế mà lại có thể chấn áp được uy áp của luân chuyển tháp. Dù phục thời phát hiện ra dị động đầu tiên, hắn buông cổ tay Diệp Tố trong nháy mắt khôi phục lại hình người, lúc này chỉ có một tầng y phục đen đang treo lỏng lẻo trên người hắn, hắn cúi người nhặt quần áo trên đất mặc vào. Khi lục trầm hàn lên tới thì du phục thời cũng vừa thắt xong đai lưng. Đây là tầng thứ 8, lục trầm hàn nhìn kim sắc lôi hải, híp mắt nói. Khớp huyết kiếm đã về tới trên tay du phục thời, khớp huyết cũng từ thân kiếm chạy ra, không biết vì sao khi hắn nhìn thấy lục trầm hàn thì nước miếng đều sắp chảy xuống. Dù phục thời nghiêng đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua khớp huyết tên kiếm linh nào đó tức khắc cúi đầu quẹt miệng an phận thủ thường đứng bên cạnh như thế nào lục trầm hàn được cha mẹ lót đường khiến cho lòng tự tin nhất thời vút cao hắn nhìn về phía du phục thời hai mắt lạnh băng không ngờ rằng ta còn có thể lại đi lên à du phục thời đối với loại lời nói này cũng không có cảm giác gì chỉ đứng che trước diệp tố tay nắm khớp huyết kiếm ta nghe nói người chỉ mới gia nhập thiên cơ môn gần đây lục trầm hàn nói với du phục thời sao không đầu nhập vào côn luân linh khí linh thạch có thể hưởng dụng bất tận thấy du phục thời không đáp lời lục trầm hàn một lần nữa lên tiếng ngươi liên thủ với ta chạm nàng ta sau khi ra khỏi tháp ta sẽ đề cử với đạo nhân để ngươi gia nhập côn luân lục trầm hàn muốn giết chết diệp tố ở chỗ này mặc dù người đá hắn xuống là du phục thời hắn cảm nhận được một mối uy hiếp mạnh mẽ từ trên người diệp tố Du phục thời lại có tà kiếm tương trợ, hắn chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Người nói liên thủ là liên thủ sao? Khấp huyết không nhịn được nói, một hóa thần kỳ nho nhỏ mà gan thì không nhỏ chút nào hen. Lục trầm hàn nghe khấp huyết kiếm linh nói thì đầu tiên là nhíu mày, sau đó hắn nhìn du phục thời nói, một tên kiếm linh lại dám mưu toan cưỡi lên đầu ngươi, ngươi nên quản giáo hắn cho tốt thì hơn. Khấp huyết nhìn thấy tên đần này châm ngòi quan hệ của hắn với chủ nhân, tức hắn liền bạo hỏa, ta còn muốn cưỡi trên đầu kiếm linh của ngươi đó, có bản lĩnh thì tới quản giáo ta xem. Nói xong hắn liền xông tới chỗ thất tuyệt kiếm linh, hiển nhiên lại muốn đập đối phương ra bã. Ánh mắt lục trầm hàn lạnh xuống, muốn động thủ với khấp huyết. Lúc này du phục thời cúi đầu chậm rãi rút thân khấp huyết kiếm ra từ vỏ cổ bạc. Khi khấp huyết kiếm bị rút ra, hồng quang trói lọi bao trùm lấy tầng thứ tám, nó thấy nhưng áp chế luôn cả kim quang của lôi điện, hơi thả tà ma lan tràn khắp nơi. Lục trầm hàn theo bản năng lui một bước, hắn không xa lạ gì với uy lực của khớp huyết kiếm, thanh kiếm này quá mức tà môn. Dù phục thời rũ mắt giấu đi mặt màu tím thoáng hiện, khi hắn dương mắt thì liền chợt xuất hiện ở trước mặt lục trầm hàn, vung kiếm chém xuống. Sống lưng lục trầm hàn phát lạnh, vội vàng thối lui xuống bên cạnh, huy thất tuyệt kiếm chống đỡ. Bên này thất tuyệt kiếm linh thân ốc còn không mang nổi mình ốc, vì từ một khắc khớp huyết kiếm bị rút ra khỏi vỏ thì trên người khớp huyết tựa hồ mất đi một tầng giam cầm, lực lượng của hắn đột nhiên tăng lên rất nhiều. Là một kiếm linh nhưng khớp huyết cũng không phân biệt giới tính, không giống với thất tuyệt. Hắn nói muốn cưỡi trên đầu kiếm linh của lục trầm hàn là thật sự muốn cưỡi trên đầu nàng ta. Kiếm ý của thất tuyệt rất mạnh nhưng kiếm ý của khớp huyết cũng chẳng yếu, thậm chí còn mang theo sát khí tận trời của một thanh kiếm chém giết ra tới từ biển máu căn bản không tới mấy chiêu khắp huyết liền bắt được cổ của thất tuyệt quăng nàng ta xuống đất sau đó trực tiếp ịn mông ngồi xuống đầu nàng ta thất tuyệt từ khi xuất thế tới nay luôn chịu mọi người tôn trọng chú mục ai cũng đều nói nàng ta là thần binh mỗi một đời chủ nhân đều là người mạnh nhất đương thời vinh quang lại huy hoàng chủ nhân đời trước càng là người mạnh nhất trong các đời còn giúp nàng ta hóa thành kiếm linh những ngày đó chủ nhân dạy nàng ta làm sao để sinh hoạt khiến cách nhìn của nàng ta với thế gian này xảy ra biến hóa thật lớn. Chưa từng có một khắc nào nàng ta chịu nhục nhã như thế này, mà còn là lần thứ hai. Kiếm linh của ngươi bị ta cưỡi trên đầu rồi này, hồng y nam nhân kiêu ngạo hô lên với lục trầm hàn. Lục trầm hàn thậm chí không có thời gian và tinh lực để liếc mắt nhìn khấp huyết một cái, chiêu chiêu của du phục thời ép sát, so với lúc thi đấu ở tông môn đại bị còn mạnh hơn, giống như có thể đoán trước được mỗi chiêu thức của hắn vậy, Lục Trầm Hàn căn bản không có đường thắng. Khấp huyết đợi mãi không thấy Lục Trầm Hàn hó hé gì, buồn chán đứng dậy nắm đầu thất tuyệt gõ xuống đất, đầu của ngươi hỏng rồi, ta giúp ngươi trị. Cả đời kiếm của thất tuyệt sắp hỏng mất, nàng ta cuối cùng trực tiếp hóa thành linh thể trở về trong kiếm. Khớp huyết khoa trương thở dài một hơi, đôi mắt xoay vài vòng, bỗng nhiên đi đến gần một bên tường của tháp, rõ ràng là tường vây kín mít, vậy mà không biết hắn làm cái gì, đột nhiên mở ra một cái cửa sổ, chủ nhân. Ném hắn văng ra đi. Tầm mắt du phục thời vừa truyền liền thuấn di đến trước mặt lục trầm hàn, tung ra một chiêu kiếm hoa, ngăn cản thất tuyệt kiếm, đồng thời xoay người vươn một chân, đá lục trầm hàn ra luôn chuyển tháp. Mọi người ở bên ngoài tháp đột nhiên phát hiện tầng thứ 8 mở ra một cái cửa sổ. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người, cái gì giấy? Khấp huyết không phải chỉ một mình kiếm linh ngươi biết thông đạo bí mật tự hào chấm jpg